Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Vân. Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, mời quý thính giả cùng đón nghe tập 3 và cũng là tập cuối của tiểu thuyết Những thiên đường mù, tác giả Dương Thu Hương. Mẹ tôi gọi tên đưa em trai, ngay từ lúc đứng ngoài hè, cả bốn người đều quay xa. Nhưng quáng đèn nên họ không thể nhìn rõ mặt chúng tôi cậu chính Mẹ tôi cất tiếng gọi lần thứ hai Vẫn giọng bồi hồi Không chờ câu trả lời Mẹ dắt tôi vào nhà Tôi nghe cậu ốm nặng Vào viện tìm quanh quất mãi Người ta bảo cậu đã xuất viện chiều hôm qua Cậu tôi đứng lên Bảo người đàn bà mà dỗ hoa Thành này Đây là chị Quế Rồi quay sang mẹ con chúng tôi cậu giới thiệu Nhà em Cán bộ trường đoàn Bà mở tôi Nghe chồng nói thì ả à lên một tiếng rồi gật đầu Mẹ tôi chưa kịp chào lại Mợ ta đã quay đũa gõ lên đầu đứa con trai Ăn đi Trong bữa cơm không được há mồm ra Tôi thấy mẹ tôi có vẻ ngượng ngùng Tay chân mẹ thủ cất Đôi vai cũng như co lại Trước cái nhìn có tính chất quan sát nghiêm ngặt Của người em dâu Có lẽ mợ ta đã quen quan sát Các học viên trường đoàn như thế Cái nhìn sắc lạnh lướt từ tấm khăn nhung choàng cổ tới tầm áo len dài tay màu be thẫm đính hàng khuy mạ vàng trang nhã từ chiếc làn nhựa mẹ tôi xách trong tay tới chiếc quần da tay ngoại mẹ tôi đang mặc có viền bô đê gấu nó bộc lộ cuộc sống của lớp dân sống ngoài biên chế nhà nước nó cũng định vị luôn giá trị của họ trong xã hội cậu tôi rót nước sôi vào ấm rồi từ ấm rót ra một thứ nước trắng phếch có lẽ bã trẻ đã được pha đi pha lại từ chiều hôm qua chị và cháu uống nước đi mẹ tôi khẽ đáp Vâng, cậu cứ ra ăn cơm cho xong bữa. Rồi mẹ đưa mắt chiều mến nhìn hai đứa bé trai giống hai con nhái bén kia. Hai cháu đấy phải không? Cậu tôi gật đầu. Vâng, thằng Tuấn, thằng Tú, chào bác đi con. Lúc ấy hai đứa mới đồng thanh. Chào bác. Mẹ tôi từ nãy lúng túng như gà mắc tóc, liền bán víu tiếng chào của hai đứa bé. Ôi giời, cháu tôi ngoan quá. Cháu Tuấn học lớp mấy rồi? Thằng bé lại dương mắt trầu chậu ra nhìn Cậu tôi bảo Trả lời bác đi Nó liền đáp Cháu học lớp 2 Nói xong nó cúi xuống chọc đũa vào đĩa nhộng giang hành Chợt thằng em kêu ré lên Nhanh như cắt Mẹ nó chở đũa gõ lên đầu con Tuấn Làm cái gì thế hả Hóa ra thằng bé gắp nhầm phần thức ăn của đứa em Không biết cố tình hay vô ý Bị đánh Nó giơ tay xoa đầu không dám kêu mẹ tôi cúi mặt xuống. Đĩa nhộng, lúc ấy tôi mới để ý. Gạt làm ba phần. Mỗi phần chừng 15-16 con. Ngoài đĩa nhộng, có một đĩa rau muống luộc và một chiếc chén nhỏ. Loại chén dùng đựng nước mắm hay múc chè, đựng thịt nạc băm. Chắc chắn, đó là phần bồi dưỡng cho cậu chính. Cậu tôi đã ăn xong bát cơm, trở lại bàn uống nước. Mợ Thành cũng đã ăn xong, bừng cốc nước sôi để ngồi uống một lèo, rồi ra ngồi xuống ghế làm việc một cái ghế tựa cao đặt trước bàn viết có cây đèn chân ốc. Cậu tôi bảo, "Nhà em phải soạn bài để mai lên lớp." Cô ấy là cán bộ cứng của trường, gia đình đều là công nhân, 11 tuổi đảng. "Vâng." Mẹ tôi đáp, vẫn không ngẩng mặt lên. Trước những lời giới thiệu đầy kiêu hãnh của cậu tôi, bà cảm thấy tủi nhục, một người chị ruột nhưng chẳng có một giá trị nào mang lại niềm an ủi cho đứa em. Cậu tôi vừa xỉa răng vừa nói, em vẫn còn được nghỉ nhưng không có gì nguy hiểm chị không cần lo cơ quan em toàn gia đình cán bộ ra vào khó khăn mẹ tôi nuốt nước bọt nhưng ngập ngừng một lát lại ngẩng lên nhưng tôi nghe nói cậu yếu lắm suy dinh dưỡng cậu tôi bảo chị nghe người ta nói nhảm vừa qua em làm việc căng thẳng quá giọng cậu lạnh tanh mẹ tôi không nói thêm được lời nào cầm nón sách làn đứng lên Thôi thế chị về Cậu tôi gật đầu Chị bảo cháu về đi Rồi quay vào nhà cậu gọi Thành ơi Chị Quế về Vợ cậu ngẩng lên Chào chị Đó là câu chào duy nhất từ khi mẹ con tôi đặt chân vào nhà Nói xong Bà mợ tôi lại cùi xuống cuốn sách Một cuốn sách rất dày Láng bóng Nhìn kỹ có để chữ Lenin tập 13 Cậu tôi lại bảo Chào bác đi các con Hai đứa con trai cậu vươn hai cái cổ cỏ ra đồng thanh Chào bác Mẹ con tôi ra về Cậu chính đưa tiễn hết dãy nhà gờ Khi chúng tôi rời khu nhà tập thể Sẽ vào con đường nhỏ Hai bên chất san sát những dãy Sẽ vào con đường nhỏ Hai bên chất san sát những dãy container Mẹ tôi thút thít khóc Đầu mẹ cúi gằm xuống Đôi vai mỏng nhô lên dáng điệu của một kẻ phạm lỗi Tôi bảo Đừng bao giờ đến đây nữa mẹ ạ Mẹ tôi rút khăn lau mặt Hỉ mũi rồi sạt rồi nói Tình ruột thịt Không bỏ được con ạ à. Tôi nói Lần sau mẹ đến, con không đến nữa đâu Mẹ im lặng, đôi vai rung lên Từ lúc ấy cho tới khi ra đường Mẹ tôi không nói thêm lời nào Tôi cầm chiếc nón cho mẹ rồi gọi xích lô Chúng tôi trở về khu ngoài ô lấm bụi Những đĩa nhà cải lương não nề vòng oang oang ngoài phố. Giọng ca này lẫn át giọng ca kia. Một hàng phở xong bắt đầu gõ dịp. Xịt tắc, xịt tắc. Mùi nước dùng có hoa hồi và gừng nướng thơm ngậy bay theo gió. Tôi nắm áo mẹ. Con đói quá mẹ ơi. Mắt mẹ tôi như mở đi. Mẹ bảo. Ờ, thế mà mẹ quên mất. Từ trưa đến giờ, hai mẹ con chẳng ăn gì. Chúng tôi ngồi ăn phở gánh ngay lối rẽ. Ăn xong mẹ tôi bỗng kêu khó chịu Đi mau lên Mau lên con Mẹ bảo tôi rồi dấn bước như ma đuổi Tôi vừa đi vừa chạy mới kịp Vừa về tới nhà Mẹ tôi chạy nhào ra bể nước Ngồi thụp xuống miệng cống Mẹ nôn thốc nôn tháo Hạng ơi gọi cô vị cho mẹ đi con Tôi chạy sang nhà cô vị Đấm cửa thùm thùm Cô vị ơi cô vị Mẹ cháu làm sao ấy Người đàn bà láng giềng đang ngồi cắn hả xưa ném ngay nắm hạt dưa trong tay xuống giường, rồi chạy sang nhà tôi. Theo sau cô, lốc nhốc cả bốn đứa con lớn bé. Chú vị làm ca ba, phải tàng sáng mới về. Cô vị bế thốc mẹ tôi vào nhà, đánh gió, dùng ngải cứu khô đốt các huyệt. Cô lại xoa dầu chùm khắp đầu, lay giật chân tóc. Mẹ tôi tỉnh, mở mắt nhìn cô. Tôi cảm lạnh phải không? Cô vị đáp. Cả lạnh, cả đói, cả lao tâm, Chị cảm nhập tâm Phải kiêng lâu đấy Mẹ tôi nắm tay người đàn bà láng giềng Nước mắt chảy quanh Tôi thương con hẳn quá cô ạ à. Lúc ấy tôi đứng sau lưng cô vị Vì tôi khuất lấp trong bóng tối Cùng lũ con lốc nhóc của cô vị Nên mẹ không nhìn thấy tôi Nhưng tôi thấy gương mặt mẹ Vòng nước mắt ứa long lanh Và một nỗi buồn tiên cảm Một chắc ẩn mơ hồ trong tia nhìn lúc đó Tôi bỏ ra cửa Tôi không muốn thấy người khác xót thương tôi Tôi ngồi thụp xuống Trong bóng tối của lùm cây đăng tiêu Bên giàn hoa nhà cô vị trùm sang Mấy năm nay Người trong ngõ thi nhau trồng thứ hoa này Đó là một loài dây leo có vẻ đẹp cuồng dại Màu lá xanh quá thể xanh Với những chùm hoa chi chít màu nghệ thắm Màu của máu Của lửa Của dáng chiều Của mặt trời giữa ngọ Cùng lúc hòa trộn nhau Tôi ngồi đó Nghe tiếng trò chuyện trong nhà vọng xa mùi dầu tràm mùi ngải cứu cháy vẫn tỏa trong không gian thơm ngai ngáy bỗng dưng một con vật lừ lừ đi tới một con chó lạc trăng hay con mèo của chú tín bỏ đi hoang ba bốn tháng lại quay về nó vẫn lử thử bước tới qua cây cột đèn tôi nhận ra đó là con trắng xồm trắng xồm trắng xồm tôi gọi thì thầm giọng tôi trở nên lạc điệu xa lạ như giọng của một người nào khác trắng xồm lại đây con chó khẽ đụng đẩy cái tay sơ xác Chảy thẳng một bên đầu Có lẽ nó không nhận ra tiếng gọi của tôi Nó lượn lờ thêm nửa vòng nữa Lúc tôi tưởng nó đến gần Nó lại đi Quay trở lại đường cũ Con trắng sồm đi qua cây cột đèn Cái bóng nhù hòa như một mảnh vải sách Ai kéo lê trên hè phố Đúng lúc ấy Anh con trai què của bà Miều lại gào lên Anh ta ngồi suốt ngày trên ghế vải bố còn lúc anh ta đòi lấy vợ có lúc anh ta đòi nhảy xuống giếng tử vẫn có lúc anh ta đòi đi học nghề nhưng rút cục anh ta chỉ biết đọc biết viết và không làm cái nghề nào khác hơn là ngồi trên ghế đọc đi đọc lại vài cuốn truyện trình thám tán tỉnh tròng gẹo bọn trẻ con bị bọn trai trẻ tròng gẹo lại nghe đủ loại chuyện tục tĩu mơ tưởng tới cuộc sống trên thiên đường và thỉnh thoảng lại gào lên mùa thu sang lá vàng rơi đầy hàng bạch dương buồn im xác sơ ven đồi giọng hát sai lạc rót vào nỗi sầu phố xá hòa với tiếng giao hàng bánh nóng đây bánh nóng đây tiếng hai cây tre gõi nhịp của gánh vở xong xịt tắc xịt tắc tắc xịt tắc cô vị kéo lũ con ra về giơ tay xoa đầu tôi cô bảo mẹ mày đỡ rồi đấy vào ngủ đi Tôi đóng cửa trèo lên giường Mẹ tôi đã ngủ Nhưng tôi vẫn như thấy đôi mắt long lanh của mẹ Mỗi tia nhìn ánh lên một nỗi buồn tiên cảm Có lẽ ý nghĩ cuối cùng của con người trước khi bước vào giấc ngủ Thường có được linh cảm tính nhảy Như tia sáng cuối cùng lóe lên trước khi tắt mặt trời Sáng hôm sau, mẹ tôi vẫn sốt Nhưng khi tôi mua cháo ép mẹ ăn Mẹ lại nắm tay tôi Được rồi, mẹ sẽ ăn Nhưng con phải hứa một điều Tôi gật đầu Mẹ ăn cho khỏi ốm Điều gì con cũng hứa Đôi mắt của mẹ lóe lên Con thương mẹ chứ Tôi đáp Con sao không thương mẹ Mẹ ăn cho nóng Cô vị bỏ nửa bát lá dương sông với lá hành Mẹ tôi nhìn vào mắt tôi Mẹ sẽ ăn Mẹ sẽ khỏi ngay thôi Nhưng con hãy đến nhà cậu chính Tôi im lặng Chắc lúc ấy tôi cau mày hoặc nhăn chán nên mẹ tôi hối hả nói thêm Dù sao mẹ cũng chỉ có cậu là người ruột thịt duy nhất trên đời Cậu ấy thiếu ăn Cậu ấy khổ quá Hai đứa em của con nữa Trông chúng giống như hai cái giải khoai Tôi nghĩ Sao mẹ không nói thẳng ra Hai đứa cháu ruột của mẹ Hai giọt máu mang dòng họ đỗ Cuối cùng mẹ cũng giống cô Tâm Hai người đàn bà ruột thịt của tôi Nhưng tôi đã không nói điều tôi nghĩ Cuộc sống lẻ loi đã dạy tôi khôn sớm hơn các đứa trẻ bình thường Tôi ôn tồn nói với mẹ Được rồi, mẹ ăn đi đã Bừng bát cháo Tôi kể sát môi mẹ Nhưng mẹ giữ tay tôi lại Và nhìn tôi như người ta cầu khẩn một lời nguyền Trước khi nhảy vào lửa Con thương mẹ nhé Con hứa đi Tôi gật đầu Vâng, con hứa Mẹ tôi hớn hở Mẹ ăn hết bát cháo Uống thuốc cảm rồi sau đó bảo tôi đem cho mẹ chiếc làn Rút chiếc túi lụa đen đựng tiền Mẹ lấy ra một sấp bạc Đếm và bảo tôi Con mua hai cân giò Hai cân chả quế Hai cân thịt nạc đem cho cậu Thịt nạc mợ ấy làm ruốc Còn giò chả cho cậu và các em ăn Nói với cậu mợ rằng Mẹ cháu gửi thức ăn tới cho hai em Tuấn và Tú Tôi cầm tiền đáp Vâng Mẹ dặn Giò chả mua ở phố Hàng Bông còn thị than lấy của cô Hòe Nói cô bán cho mẹ cháu con lợn ngon nhất Tôi đáp vâng Mẹ bảo Thế thôi con thay áo đi cho sớm sủa À đừng có nói với cậu mọ là mẹ ốm Mẹ dặn dò tôi điều cuối cùng Rồi yên tâm trùng chăn nằm xuống Tôi đã ra chợ Rồi đạp xe lên phố hàng bông Mua bán đủ thứ theo lời mẹ dặn Xong xuôi chưa tới 10 giờ Tôi sẽ vào nhà đứa bạn cùng lớp chơi đúng 11 giờ rưỡi, tôi đạp xe tới khu tập thể ca, mang theo tấm thẻ học sinh. May sao lần này người gác cửa lại là một bà già béo tốt, gương mặt phúc hậu. Bà đang ngồi thái dưa cải muối. Bà cho tôi vào ngay, không hỏi giấy tờ. Tôi phóng xe thẳng tới nhà cậu chính. Cả hai đứa con trai của cậu tôi đang chơi ngoài cửa. Chúng dùng sẻng moi đất ở một kẽ gạch vỡ lên. Chiếc sẻng nhựa bé như chiếc thìa xúc tương ớt cái rô nhựa cũng nhìn hơn chiếc chén hạt mít uống trà. Thầy tôi trùng nhớ nhác gọi. Mẹ ơi có khách. Mợ Thành đang lùi húi thu dọn gì đó trong nhà. Nghe con gọi quay ra. Khách nào? Giọng của một bà chủ muốn đuổi khách ra khỏi cửa. Tôi nhớ tới cặp mắt cầu khẩn của mẹ tôi. Tôi cúi chào. Chào chào mợ ạ. Mợ ta đưa mắt nhìn tôi. À lên một tiếng rồi nói. Cậu chính chưa về, Tôi đáp Mẹ cháu bảo cháu đem cho em Tuấn và... Tới đó tôi thấy đôi mắt người đàn bà đảo một vòng lại như chớp Rồi hạ giọng mợ ta nói Vào nhà, hãy vào nhà đã Tôi gỡ chiếc làn tre nặng trĩu từ ghi đông xe đạp xuống Xách vào Mợ ta vội đóng cửa Rồi hất hàm bảo tôi Cháu ngồi xuống ghế đi Tôi vẫn đứng gần cửa và nói Mẹ cháu sai cháu đem thức ăn cho em Tuấn và em Tú đây Tôi mở lớp giấy bao phủ bên trên Lần lượt lấy ra hai cân giò lụa nguyên cây hai cân chả quế bọc là chuối nướng hai cân thịt than nõn gói giấy cẩn thận Tôi đặt tất cả lên mặt bàn Đôi mắt người đàn bà như tối tăm đi Mở ta lắp bắp Không được, không được Nói rồi mắt đào ra cửa Dường như sợ một cặp mắt nào đó rình mò Tôi xách làn lên nói Cháu chào mợ, cháu về Khoan, khoan đã Mở ta vô lấy tay tôi Nói với một giọng sai lạc Không hiểu ra sao cả Chờ tí đã Cậu về bây giờ đây Tôi nhìn những nốt sổ hoa trên mặt người đàn bà Bỗng thấy mệt mỏi Trèo lên xe đạp về cũng chán Tôi ngồi xuống ghế Hai đứa trẻ lúc đó ló đầu vào Ra ngoài chơi Tuấn, Tú Mở ta hét lên đột ngột Đến tôi giật bán người Trong đôi mắt tối tăm ấy lộ ra vẻ hoảng sợ Tôi không hiểu nguồn cơn Tôi bám chặt lấy thành ghế Nhìn hai đứa bé chạy vụt ra ngoài như hai con chuột Gương mặt nhớn nhác Người đàn bà khép cửa lại Rồi xếp những gói thực phẩm vào chiếc chạn gỗ Kê phía lối đi vào buồng trong dáng điệu hối hả như tên trộm cất dấu hàng chết Có tiếng gọi từ bên ngoài Sao lại đóng cửa thế này Giọng cậu chính Cậu tôi đẩy cửa vào Thấy tôi, mặt cậu xa xuống Cậu đã bảo rồi Cậu đã khỏe Sao mẹ mày còn sai đến đây Mở thành vừa rửa tay sau nhà đi ra đón lời Chị ấy sai cháu đến chơi Tôi nói Mẹ cháu bảo hai em gầy quá Mẹ cháu gửi thức ăn cho em Tuấn em Tú Cậu tôi nhăn mặt lại Chán cậu nổi u lên giận dữ Tạng chung nó gầy Có phải cứ gầy là thiếu ăn đâu Ngừng lại một lát cậu nói thêm Dù có thiếu Cũng là tình hình chung không có gì đáng phàn nàn đời nước còn khó khăn tôi nói cháu không biết cháu chỉ làm theo lời mẹ cháu không chờ cậu trả lời tôi sách làn đứng lên lúc ấy mọi thành bước ra đứng giữa cậu chính và tôi giọng phân dài đấy là cậu nói chung nhưng dù sao mẹ cháu cũng tốt với các em đúng không tôi không trả lời bước khỏi cửa lúc tôi về nhà mẹ tôi hỏi đón từ trong buồng hàng đã về phải không con mắt mẹ hao háo nhìn tôi Hào hức trông ngóng tôi đáp con đưa cậu mở ấy rồi mắt mẹ ánh lên mừng rỡ. cậu đi làm rồi chứ vâng em tuấn em tú ra sao bình thường chúng nó có nhận ra con không có chúng nó có mừng không mừng mẹ chép miệng giỏ đoảng vị mẹ quên không bảo con mua cho hai em ấy mấy cặp bánh dày cho chúng nó ăn bánh giày kẹp trả. Cậu mợ ấy lương bổng như thế, các em con chẳng mấy khi được miếng ngon. Tôi không trả lời, bụng đầy cơn tức. Chẳng phải vì ghen tuông với hai đứa bé, nhưng tôi không thể yêu chúng được, càng không thể yêu bố mẹ chúng. Tôi quay mặt vào tường bĩu môi. Thế mà còn dặn, con đừng nói với cậu mợ là mẹ ốm nhé. Chẳng ma nào nói thèm ỏ ê. May mẹ tôi đã không nghe rõ những tiếng lầm bầm. Mẹ hỏi, cái gì thế hàng? Không có gì đâu mẹ ạ, con mắng lũ kiến, chúng nó bu đen cả lọ đường. Hai ngày sau, mẹ tôi gánh hàng ra chợ, mà cô bị khuyên can, mẹ nói, "Cô đừng lo, tôi khỏe lắm, gánh gánh hàng cứ nhẹ như lông ngỗng. Tôi hiểu ý nghĩ của mẹ, giờ đây mẹ có nhiệm vụ phải bảo trợ cho hai đứa cháu. Mẹ có nguồn hạnh phúc mới, sự hy sinh quyến rũ làm sao." Tối tối, tôi thấy mẹ ngồi đếm tiền. Lầm nhầm tính toán say mê khác thường Mẹ buồn thêm cả măng tây và cà chua Cô vị bảo Mẹ mày tham quá Sức người có hạn Cứ quay như trong chóng cả ngày thế nào cũng ngã bệnh Khỏe đến như voi cũng còn gục chứ chẳng phải người Dịp ấy chúng tôi được nghỉ học kỳ Lũ bạn rủ tôi ra bờ sông chơi Với chúng tôi Những cuộc đi như thế thật quyến rũ Tôi mang sẵn bao diêm Tới nơi Chúng tôi gom góp củi khô đốt lửa Cả bọn súng quanh Nhìn ngọn lửa liếm từng cành cây hay bụi cỏ Tưởng tượng tới một hòn đảo hoang Một khe núi Đời sống của những bộ lạc man giải xưa Gió thổi Mùi các thân cây phơi nắng Thân ngô thân cúc dài Dây bì ngô hoặc cỏ mặt bốc lên ngào ngạt Hạnh Diếc Cô tổ trưởng tổ học tập của tôi Cao lều đều như cái hét cọc Dẫn đầu một tố ba đứa đi tới ruộng ngô gần nhất Bẻ ngô về nướng Trước khi đi nó bảo tôi Mày có nhiệm vụ canh gác và kiếm thêm củi Tôi lắc đầu Không, tao không ở lại một mình Nhưng con bé đã chặn ngược cặp mắt sách lên Đồ hèn, ngồi ở đấy Tôi đành tuân lệnh Vừa kiếm củi Tôi vừa đưa mắt nháo nhác nhìn bọn chúng Chừng nửa giờ sau bọn chúng mới về Đứa nào đứa ấy phưỡn bụng ra Toàn ngô bên trong Chúng tôi nướng ngô ăn Bọc ngô nướng lúc đó ngon hơn mọi thứ mỹ vị trên đời Tan cuộc chơi, trời đã tối mịt. Chúng tôi rủ nhau về. Phố đã lên đèn. Ở nhà tôi, có tiếng người lao sao trò chuyện. Người ta nói gì đó tôi không nghe rõ. Toàn những bạn buôn của mẹ tôi và hàng xóm. Người chép miệng, kẻ lắc đầu. Lần lượt họ đi ra. Còn một mình mẹ tôi ngồi trên giường, mặt tái nhợt. Thầy tôi mẹ gọi. Hàng ơi! Tôi tới gần. Mẹ cảm lại hay sao thế? sở chán mẹ, lạnh toát như nước đá. Hai đường gân đập vào phòng hai bên thái dương. Mẹ tôi đáp, giọng âm thầm. Mật hết sự còn ạ. Chỉ một phút thôi, mẹ quay đi bưng bát cháo. Cả vốn liếng suốt hai tuần lễ vừa rồi. Tôi nhìn mẹ ngạc nhiên. Ô hay, con tưởng người ta vẫn bưng thức ăn tới bán. Ngày thường, mẹ tôi cùng những người bán hàng khô ngồi thành sẫy Tới bữa hoặc cơm, hoặc cháo gà, cháo vịt, hoặc bốn thang bún ốc. Các hàng rong đem bán tận nơi. Làm sao mẹ tôi có thể quay đi cầm bát cháo mà mất cả túi tiền? Người ta nói, buồn bán có bạn có thuyền. Những người ta thành nhóm thành hội kiếm ăn, thường có ý thức bảo vệ nhau. Mẹ tôi tránh con mắt nhìn của tôi, đạp khẻ khẽ. Mẹ mua, mẹ mua bát cháo đỗ. Vậy tôi đã hiểu. Mẹ tôi hà tiện, mẹ bỏ quầy nhảy sang dãy hàng bên kia, mua cháo đỗ xanh đem về ăn với đường cát của nhà không ngờ bọn kẻ cáp rình đúng dịp liều lĩnh đầu tiên để nặng nhẹ túi tiền của mẹ chợ tết người mải bán người mải mua các bạn hàng không để ý Và lại xưa nay chưa ai hành động như thế bao giờ một bát cháo hả tiện được bao nhiêu mẹ tôi thì thầm vận hạn con ạ à. biết làm sao tôi nói với mẹ mẹ đi nghỉ đi con nấu cháo nhé mẹ đáp tùy con con ăn gì mẹ ăn nấy Lưỡi mẹ dở đáng như nước vôi. Tôi nấu cháo thịt, ra nhiều hành và hạt tiêu cho mẹ. Phần mình tôi hút một bát nhỏ, rồi chạy ra đầu phố mua ngô nướng. Bà lão bán ngô cúi tấm lưng còng xuống chậu than, chiếc quạt nan trong tay bà ve phẩy một cách kiên nhẫn. Than hồng rực lên, bán từng chùm hoa cải, những hạt ngô già nứt ra nở hoa trắng lốp. Cho cháu mua một cái, chọn cái non vào nhé. Bà lão ngẩng đầu lên, con nhà quê đã lớn thế này ư Má hồng mát đen Sắp đến tuổi lấy chồng rồi Tôi sực nhớ Hồi tôi còn nhỏ Mẹ tôi đã từng bưng chậu than ra chân cột đèn như bà Và mỗi đêm Mẹ nhặt những đồng bạc lẻ nhỏ nhem than bụi Để nuôi tôi Bà lão lật đi lật lại một chiếc thuôn thuôn Hạt rất đều Chiếc này ngon nhất thúng đấy nhé Tôi trả tiền bà Cho cháu xin Những hạt ngô nếp dẻo quẹo dính vào chân sang mùi ngô thơm và những tia lửa bắn tóe ra từ chậu than, sọi sáng một đêm đông quá vãng. Những cột đèn trên hè phố trôi dập dềnh như trong đám sương mù. Chợt một gã cả lơ túm đuổi tóc tôi cười cợt. Em ơi, dừng lại cho anh yêu một tí. Ôi đôi môi xinh tệ, cười lên cho anh ngắm nào. 13 tuổi chưa? Phải rồi, tuổi này ngày xưa đã có chồng có con rồi đấy. Lấy chồng từ thủa 13, đến năm 18 em đã năm con vậy mà còn thẹn thùng cơ đấy tôi cố sức giằng khỏi tay gã gã chạc ngoài hai mươi gương mặt đẹp như tài tử alan đôi diêm ép tỉa tót điệu nghệ miệng gã sạc hơi bia gã xoay tôi trong tay như xoay con búp bê gỗ rồi buông tôi ra gã phá lên cười ôi em bé sợ thất thần chồng đến là tội nghiệp gã bước đi những bước dài khoan thai những bước của một tài tử siêu việt dạo qua đám công chúng ngưỡng mộ và gã hát bằng tiếng Pháp bài hát tù của nữ danh ca Dalida Dalida bài hát tù của nữ danh ca Dalida lịch sử tình yêu giọng hát ám ảnh của gã lơ lửng trong không gian như một đám bụi kết động không tan được tôi nắm chiếc ngô nóng bỏng trong tay trở về nhà mẹ tôi ngồi dậy ngẩn nhìn cuốn lịch con ngẩn nhìn cuốn lịch con sao mẹ không ngủ đi thay vì trả lời tôi mẹ ngước mắt lên Mai đã là 25 Tết Nhà cô vị cùng ông táo ngày hôm qua Mẹ mãi bán hàng quên mất Rồi mẹ lại buông tiếng thở dài Đúng là vận hạn Tôi an ủi mẹ Đằng nào chuyện cũ cũng qua rồi Ngủ đi mẹ Mẹ tôi gấp cuốn lịch tay lầm bầm Bao nhiêu việc phải lo Tôi nói Có hai mẹ con Đặt vài cái bánh trưng cũng xong Mẹ đừng lo cho mệt xác Mẹ tôi cười lắc đầu còn nghĩ đơn giản quá tôi sực tỉnh chắc chắn mẹ tôi không chỉ lo cái tết cho mẹ con tôi bây giờ mẹ đã gia nhập vào một guồng máy khác trách nhiệm khác sự hy sinh thật dịu ngọt và êm đềm chương 10 sáng hôm sau tôi dậy muộn trời rét nhưng vừa xỏ chân vào guốc đã nghe tiếng người ngoài sân tôi lò dò chạy ra cửa hai thanh niên lực lưỡng đang khuân sắt mẹ tôi đã bán lại hai tạ sát sự định đổ mái bằng cho nhà ông tao ở ngoài phố ông ta cơi tầng gác thứ hai thêm một san và cố làm xong trước tết để ăn một cái tết vui vẻ mua được mớ sát sẻ trông ông sung sướng hề hà ra mặt ông chỉ huy đám con khuôn vác điệu bộ tung tăng cười hớn hở hết cả lũ bốn chiếc xăng bịt vàng mẹ tôi gánh hàng ra chợ trước khi đi còn quay lại dặn chiều nay nấu cơm sớm hẳn nhé ăn xong mẹ con mình có việc phải đi Bốn giờ chiều Tôi đã nấu cơm xong xuôi Cá kho, dưa cải Vài miếng đậu phụ sống Xưa nay nhà chúng tôi vẫn sống tản tiện Mẹ tôi quẩy gánh hàng nặng Oan đòn gánh về Khi mẹ giữ lần lượt các thứ hàng ra Tôi thấy mẹ đã sắm sửa đầy đủ vật dụng cho ngày Tết Nào giò Nào chả, Nào thịt Nào mỡ Rồi gạo nếp Đỗ xanh Lạc Măng Miến Bánh gian nem Bóng bì lợn Chồng mẹ tôi tỉnh hẳn lên lạy trời qua năm hết vận hạn làm ăn khấn khá lên mẹ con mình sửa nhà cũng được tôi đáp vâng chúng tôi ăn cơm xong vừa lúc trời sầm tối đồng hồ chỉ năm giờ hai mươi bảy phút mẹ tôi nhầm tính giờ này chắc cậu mợ chính sắp ăn cơm ta cứ thong thả con ạ à. vâng con chạy sang nhà thằng khang một tí tôi chạy sang nhà khang sứt dù nó chơi cờ caro nửa tiếng sau tôi quay về đã thấy mẹ sắp xếp nhà cửa gọn gàng một chiếc túi cói lớn căng phòng cho trước cửa. Mẹ bảo, đi đi con. Chúng tôi ra phố gọi xích lô tới khu tập thể ca. Nhà cậu tôi đang sửa soạn chứ chưa ăn cơm. Ở đây họ ăn cơm muộn hơn đám dân ngoài phố. Mợ Thành đang lom khom thái một cả muối trường thành các lát mỏng, trộn đường và tỏi. Trên mâm, một đĩa bắp cải xào và vài miếng chả cá thái nhỏ bỏ trong bát đựng nước mắm. Cậu tôi đang ngồi đọc báo, Hai đứa con trai gọi đũa xuống mâm Chờ tới phút được lệnh ăn cơm Thấy mẹ con tôi vào Cậu chính ngẩng lên À chị Quế Rồi cậu cau mặt lại tức khắc Em đã bảo chị đừng lo gì hết Chị rắc rối quá Mẹ tôi với vẻ mặt của một kẻ có lỗi Muốn được cứu chuộc Đáp ấp úng Chẳng là hai cháu gầy quá Chị muốn cho các cháu Chị buồn cười Tặng chúng nó gầy hồi nhỏ em cũng có béo đâu hồi nhỏ cái danh từ ấy khơi gợi cả một dị vãng thân ái mắt mẹ tôi sáng lên và vẻ mặt mẹ vừa xúc động vừa có gì đó quỷ lụy như mặt một con chó cưng ngửi thấy hơi hướng thân chủ ôi chào hồi nhỏ cậu cũng khá lắm chứ đâu có như cháu tuấn cháu tú bây giờ bà vợ rộ hoa của cậu tiến ra tay bừng bát cà miệng cười chị quên ăn cơm với chúng em rồi như chợt nhớ ra tôi ngồi phía sau Mợ ta a à một tiếng rồi nói thêm. Cả cháu hàng nữa. Vẻ mặt tươi tỉnh của người em dâu khiến mẹ tôi hớn hở. Mẹ cười, hai hàm răng lấp lánh. Mẹ con tôi ăn rồi, cậu mở cho các cháu ăn. Đây, quả Tết bác chuẩn bị cho Tuấn Tú. Mẹ tôi mở chiếc túi khói. Ngày tức khắc, mợ Thành lao ra, khép chặt hai cánh cửa. Sau đó mợ ta còn kéo tấm rido bằng bài hoa Trung Quốc đỏ rực, che kín khuôn cửa sổ mẹ tôi đặt trước mặt vợ chồng người em trai toàn bộ những thứ đồ vật mẹ đã sắm ngày hôm qua. Một cái Tết chủ phú cho tám người, chứ không phải bốn người. Đôi mắt người em dâu của mẹ tối tăm lại, trong lúc những nốt sổ như nở to hơn và trắng ra. Mắt mở ta hết đáo lên lại đáo xuống. Cậu chính quay đi miệng bảo Không cần, không cần. Chị lãng phí thế làm gì? Những câu nói của cậu không có âm sắc, không nhằm vào ai, như một đường bóng không địa chỉ trên sân đấu hai đứa con cậu hét lên vươn cổ ra nhìn từ trước tới nay chúng chưa thấy sự chủ phú bao giờ mợ thành huỳnh huỵch chạy ra rồi chạy vào khuôn mới thực phẩm cất vào tủ vào tràn. tôi nghe tiếng loảng xoảng tiếng lục đục gì đó trong buồng chắc chắn đó là sự va đập khi bà mợ của tôi thu xếp chứa đựng đám của cải không có trong kế hoạch đồng hồ treo tường nhà trên thong thả gõ bảy tiếng cậu tôi bảo Thành, cho các con ăn cơm thôi. Bà vợ cậu đáp. Được rồi, em ra ngay đấy. Lát sau, mợ đem ra một đĩa sò. Miếng nào miếng nấy thái mỏng như lưỡi mèo. Vậy mà mợ phải khép kín cả hai cánh cửa sổ. Người đàn bà nói. Để cho họ khỏi nhòm ngó. Bây giờ tôi mới hiểu. Vì sao khi tôi đem quả tới, hai con mắt mợ ta cứ đảo lên đảo xuống như mắt kẻ trộm. Hẳn là ở đây, người ta có thói quen rình mỏ nhau kiểm soát lẫn nhau và kẻ nào ăn hơn một miếng sẽ trở thành đối tượng cho cả đám đông nghi vấn. Hai đứa trẻ đã thôi gõ đũa cành cạch vào miệng bát. Chúng ngồi im, mắt trầu hẫu nhìn đĩa sò. Mẹ chúng, người em dâu mẹ tôi bắt đầu cuộc phân chia khẩu phần thường lệ. Mẹ tôi đắn đo, rụt xè một hồi rồi nói. Mợ cứ cắt thêm cho các cháu. Mợ ta đáp gọn lòn. Không được, sinh hoạt phải có kế hoạch tổ chức. Nói đoạn, Mợ ta gắp một đũa rau cải xào Bỏ vào miệng Rồi vừa nhai vừa nói Chị ăn cơm Tôi muốn về Nhưng mẹ tôi đang ngắm nhìn hai đứa cháu trai của dòng họ đỗ Chúng ăn một cách ngon lành say xưa Mẹ tôi nhìn chúng cũng say xưa như thế Mợ thành vừa ăn vừa nói Hồi nhà em cầm tiền về Đã bảo mua lấy cái tivi không chịu Dám giường tủ bàn ghế xong Đem gửi hết vào ngân hàng lấy tiền lãi Bây giờ thành mớ giấy lộn cậu chính đưa mắt lườm vợ. Thanh, ăn nói hay nhỉ? Vợ cậu như sực tình im bặt. Mẹ tôi đỡ lời. Thời vận, tính sao được hả mỡ? Cũng nhiều người hai thứ tóc còn dạy. Hướng chi cậu ấy. Cậu tôi chừng mắt. Gửi tiền vào ngân hàng nhà nước. Sao chị lại nói là dạy? Mẹ tôi ấp úng. Ê là tôi chỉ nói thế thôi. Vì hai năm nay, tiền mất giá mấy chục lần. Lúc gửi cả lạng vàng Bây giờ mua được hai gói mì chính Cậu tôi cắt lời Là ăn với trả hoa Em có phải dân tiểu thương như chị đâu mà biết mấy thứ ấy Mẹ tôi cúi mặt làm thinh Tôi định kéo mẹ về Nhưng chợt có tiếng gõ cửa Giọng vui vẻ của một chàng trai Thủ trưởng có nhà không ạ à? Rồi anh ta xuất hiện tức khắc Không đợi ý kiến chủ nhà À ha Giờ thủ trưởng mới ăn cơm Sao muộn thế Cậu tôi bỏ đũa bát Bước ra bàn Ngồi xuống đây Thấy nhà có khách Mẹ kéo tôi ra giường ngồi Chàng trai trẻ nháy mắt với tôi một cách hồn nhiên Em gái cứ ngồi đây Thế giới bình đẳng mà Anh cũng chạc ngoài hai mươi Người thấp đậm Tóc dày Mắt dài Khi cười trông tinh nghịch và lẳng lơ Anh ta mặc sơ mi xanh chấm đen Quần bó Sáng khỏe khoắn Gương mặt dám nắng Riêng hai gò má hồng bóng lên thấy cậu chính xót nước vào ấm trà anh kêu to thủ trưởng cho em xuống sái bai sái tư đấy ạ à? cậu chính không đáp đặt chén nước trước mặt anh nghiêm giọng hỏi có việc gì thế cậu Dạ có việc đây chàng trai đáp đoàn rút từ lưng quần phía sau một cuốn sổ con mở cuốn sổ anh nói báo cáo thủ trưởng sắp tết nguyên đán lại có đoàn đại biểu công đoàn các tỉnh phía nam ra họp chúng em dự định tổ chức buổi lễ kỷ niệm nhà thơ đồ chiếu đôi chiều nào Dạ nhà thơ yêu nước nổi tiếng nhất những năm đầu thế kỷ một phần linh hồn của những người dân miền nam cậu đưa nội dung tôi duyệt chàng trai đưa ra một bàn đánh máy lớn gấp làm tám cậu chính mở rộng tờ giấy trải gần kín mặt bàn cậu đeo kính cắm đầu đọc chàng trai đưa mắt nhìn hình cô gái múa ô trên tờ lịch chờ đợi lát sau cậu ngẩng lên nghiêm giọng không được chàng trai sửng sốt sao ạ à? cậu chính cau mày nhà thơ yêu nước gì mà ủy mị thế cậu nghe đây cúi xuống đưa ngón tay lên tìm các dòng chữ cậu đọc bến nghé cửa tiền tan bọt nước đồng nai tranh khói nhuốm màu mây thế này làm gì có tinh thần sốc tới liên tục tiến công bỏ bỏ Đồ chiều cũng bỏ chàng trai nói thưa thủ trưởng những năm đó cuộc kháng pháp của nhân dân ta đang ở trong thời kỳ đen tối hoàng điệu tự sát Trường Công Định bị xử trảm, hàng vạn sĩ phu yêu nước bị bức hoặc bị lưu đày. Trong hoàn cảnh cụ thể đó, cậu chính giơ tay chém ngang. Tôi biết, tôi biết, nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, người chiến sĩ cách mạng cũng không được phép ủy mị buôn dâu. Ông đổ chiều này không có tinh thần của người cách mạng. Lại còn đây nữa nhé. Cậu cúi xuống đọc tiếp. phàn lâm mãi quốc, triều đình khi dân. hả ông cầu này còn nguy hiểm hơn nữa, Nói triều đình là muốn ám chỉ trung ương hay sao? Mặt chàng trai đỏ như say bia. Trên cần cổ vạm vỡ của anh nổi lên một đường gân căng thẳng phập phồng. Nhưng thưa thủ trưởng, trong cuộc chiến tranh chống Mỹ của chúng ta, rất nhiều chiến sĩ đã ngâm thơ đổ chiều, nghe những làn điệu dân ca Nam Bộ phổ thơ đổ chiều trước giờ xuất trận. Bất kỳ người nào chịu khó tìm hiểu và nhận biết đời sống đều thấy nhà thơ đồ chiều có một chỗ đứng không ai thay thế được trong tâm hồn người dân miền Nam. Đến lượt cậu chính đỏ cả mặt lẫn cổ Cậu chồng chọc, chọc nhìn chàng trai sau cặp mắt kính Không ai thay thế được Cậu nói thế nghĩa là đồ chiều có đứng cao hơn đảng Trong tâm hồn nhân dân miền Nam đúng không? Bàn tay cậu xòe ra như lưỡi kiếm Chắc chắn nó sẽ chém đứt đôi cái cổ chàng trai nếu nó muốn Dù đó là một cần cổ vạm vỡ Tràn thể Tràn chảy sinh lực Mặt chàng trai đang đỏ rực Bỗng chuyển sang màu xanh xám rồi xanh lẹt Mồ hôi đổ lạ trạ trên chán cậu chính nói. Uy tín của đảng là tuyệt đối trong lòng dân tộc. Hôm nay và mãi mãi về sau. Không một ai có thể so sánh với chỗ đứng duy nhất đó. Chàng trai cúi đầu im lặng. Sự quy phục của anh ta làm cậu nguôi giận. Như con gà trọi đã hà máu sau khi bật mấy cú đá thí mạng vào ức đối phương. Cậu nói tiếp, giọng đã bớt căng thẳng. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta làm nên một làm nên một chiến thắng tuyệt diệu. Do chiến thắng ấy chúng ta trở thành lương tâm của nhân loại trở thành ngọn đuốc dẫn đường cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc toàn cầu trong ba dòng thác cách mạng của thế giới chúng ta là một ngọn cờ cậu phải luôn luôn quán triệt tinh thần đó thưa thủ trưởng em nhớ rồi chúng ta những người làm công tác tư tưởng đội quân canh gác cho thành trì cách mạng chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với những biểu hiện ủy mị thiếu tính chiến đấu suy đồi thưa thủ trưởng vậy cuộc lễ kỷ niệm có được duyệt không ạ để đó Tôi nghiên cứu đã. Nhưng chỉ còn hai hôm, vừa gửi giấy mời, vừa thuê người vẽ pano trang trí hội trường, mời các diễn giả và nghệ sĩ minh họa. Thế hả? Cậu chính chớp mắt, nâng gọng kính khỏi sống mũi. Kể ra thì cái tay đồ chiều này cũng không đáng ngại lắm. Nhưng sao ít nghe tên ông trên đài báo? Thờ cách mạng, cứ tô hữu ra mà ngâm lại yên trí. Thưa thủ trưởng, đồ chiều là nhà thơ của những năm đầu thế kỷ và lịch sử... Gượm đã... Cậu chính cắt ngang lời chàng trai Đoạn cúi xuống đọc nốt những dòng chữ li ti Trên tấm chương trình tổng hợp Ánh mắt cậu soi lục qua các dòng chữ Rồi cậu gục gạc đầu Theo đại việt Sử ký toàn thư Tài biết lời bình dẫn cuốn sách này Ở đâu ra thế Chàng trai đáp Dạ đại việt Sử ký toàn thư là Cậu bỗng ả à lên một tiếng thật to Tay vỗ chán đánh đét rồi nói Nhớ rồi, nhớ rồi Đại việt sử ký toàn thư của Lê Quý Đôn tay này nổi danh lắm đấy quê ở thái bình miệng chàng trai thoạt đầu nhoành ra như sắp cười nhưng nửa tích tắc sau thu lại biến dạng méo mó như sắp miếu mặt anh chàng ngây độn anh đứng thẳng lưng chằm chằm nhìn thủ trường lúc ấy ông cậu tôi vẫn tiếp tục gật gù vì sự uyên bác của mình cậu bảo thôi được tôi duyệt cậu gấp tờ chương trình tổng hợp lại đưa trả cho chàng trai các cậu bảo nhau mà làm nhớ gửi giấy mời ban tuyên huấn các cấp và các cục, vụ, viện cho đàng hoàng. Vâng ạ, cảm ơn thủ trưởng. Chàng trai cúi đầu, chào chúng tôi rồi vội vã rút lui. Tôi bảo mẹ tôi. Con về đây. Mẹ tôi cầm túi, chào vợ chồng cậu chính. Lần này mở thành ra tiễn tận cửa. Nghĩa là tận gian gác bằng gỗ sơn màu cánh gian khó coi ấy. Nhưng có điều, mỗi khi gặp người quen, mợ ta lại vùn vụt đi trước hoặc cúi xuống móc hòn sỏi lọt vào dép Để tụt lại phía sau Tôi không hiểu điều đó Bởi vì đấy là lần cuối cùng Tôi tới khu nhà tập thể ca Mẹ tôi ép cách nào Tôi cũng nhất quyết ở nhà Hơn một năm sau Trong lúc chuyện trò với cô vị Mẹ tôi phàn nàn Mợ ấy không muốn đi cạnh tôi Làm sao vậy Tôi có ăn trộm ăn cắp cướp của giết người đâu Cô vị bảo Tôi không lạ gì chuyện ấy Chạy lính mà mẹ tôi ngẩng đầu nhìn cô vị. lúc ấy cả hai người cùng bổ chám để ngâm nước mắm. cô nói thế nghĩa là sao? cô vị đáp, nghĩa là ở đấy người ta sống với nhau theo cách sống của trại lính. đã là trại lính thì phải ăn như nhau, mặc như nhau, ở như nhau. khác nhau tấm áo manh quần để trướng mắt, hơn nhau đồng tiền bát cơm là sinh sự. tôi bảo chị nhé, chị cứ sắm một bộ quần áo y hệt như quần áo của cô em dâu mặc vào. tôi bảo đảm cô ta sẽ cư xử khác. Có sai cứ đem đầu tôi ra mà chặt. Mẹ tôi cười, nhưng ít lâu sau, tôi thấy mẹ mua vải may một bộ quần áo mới, theo kiểu của cô em dâu thật. Mỗi lần tới khu ca, mẹ thay bộ quần áo ấy, và từ đó mẹ tươi tỉnh nhẹ nhõm hẳn lên. Lại nói chuyện Tết năm ấy, mẹ tôi mua sắm cho gia đình cậu chính đã cạn tiền, nên chỉ thừa vài chiếc bánh trưng với nửa cân giò. 29 tháng chạp, cô Tâm từ quê lên. Lần này, Bà đội gánh theo cô cả một gánh các thức bánh trái, sò, thịt, cam, bưởi, chuối, hồng xiêm, không thiếu thứ gì. Lại còn lồng gà, có một con gà sống hoa trắng và tám con gà mái non. Cô bảo, con gà sống hoa này cho mẹ con mày làm lễ cúng giao thừa. Còn đám gà mái chưa gẻ ổ để hầm dần cho con cháu hàng ăn. Năm nay qua tuổi dậy thi rồi, phải chịu khó ăn uống cho có da có thịt. Nói xong cô bước tới bàn thờ, lật tấm lụa trắng phủ ảnh bố tôi xem qua, rồi cô gọi bà đũa về. Cô gửi nhà hàng xóm, phải về ngay nội nhật hôm nay. Hai mẹ con mày không phải lo cơm nước gì cả. Cô có tiền, đến đâu ăn quả đó. Cô ôm tôi vào lòng vuốt vai rồi bảo. Xem kìa, càng lớn lên càng giống bố mày như đúc. Thật là rau nào sâu nấy, chẳng lẫn vào đâu. Cô cùi xuống hít tóc tôi. Cô có thói quen ấy. Rồi cô lật mái tóc lên xem có chất trứng không. Nó giữ tóc sạch đấy Đừng có phi dây phi bò gì con nhé Vâng ạ Thôi cô về Sang riêng viết thư cho cô Thưa cô vâng Tôi nắm áo cô Tiện cô ra tận phố chính Cô gọi xích lô chở cô với bà đũa ra bến xe Chiếc khăn len bay phấp phới Trong làn bụi mờ Cô dướn đầu lên Quay lại nhìn tôi Tôi cũng nhìn theo cô cho tới lúc xe xuống dốc Lúc đó tôi trở về nhà Mẹ tôi đang bày bàn thờ Tôi biết mẹ tôi có ý chờ cô Tâm lo Tết cho tôi Nên mẹ tôi dồn tiền sắm xanh cho gia đình cậu chính Mẹ nựng tôi Tết nhà mình to ghê Nhờ lộc của con gái đấy Tôi không thể chịu được một giọng nói thiếu tự trọng đến như thế Tôi bỏ đi Tại sao mẹ tôi phải cư xử như vậy Và cậu tôi Và người đàn bà mà dỗ hoa vợ cậu ấy Cả hai đứa bé kia nữa Có gì đáng để mẹ phải hạ mình như vậy với tôi Xích xiềng êm dịu làm sao Tiếng anh con trai quẻ lại giống lên thề thiết Trong bầu không gian nhộn nhạo Của phố xá ngày tất niên Rồi thu sang lá vàng rơi đầy Trong những ngày cuối năm Nhịp sống dồn lên Thúc đẩy Sổ lớp như dòng lũ Tiếng hát kia càng thấy thảm làm sao Một âm thanh đứt đoạn Một tia sáng lóe lên rồi ngút tắt Một tàn lửa thoi thóp Một âm dài quậy bách của kiếp người Chương 11 Người đàn ông bên cạnh người đàn ông bên cạnh đập vào vai tôi này cô bé tôi choàng dậy tôi vừa chìm vào giấc mộng của những cơn hồi tường người đồng hành cười những chiếc xăng bạc của ông ta lại sáng lên trong bóng tối không có gì đáp hay sao tôi nhận thấy tôi đã co quắp và rúc vào vai ông ta trên đoạn đường vừa qua tôi xấu hổ lúng búng xin lỗi người đàn ông lắc đầu không sao cô bé ạ à. tôi có thể cho cô mượn tấm áo va rơi của tôi tôi đáp Cảm ơn ông, tôi có mang khăn theo. Tôi mở túi, lấy tấm khăn của bà Vera. Người đồng hành nhún vai, ổ lên một tiếng thán phục. Bà Vera nói đúng, đêm lạnh và tấm khăn len mênh mông của bà thật là một cái tổ chim lý tưởng cho chim chú xét. Tôi choàng tấm khăn của người đàn bà cô đơn, thấy hơi ấm tỏa toàn thân, thật dễ chịu. Tàu vẫn đang chạy. Bên cạnh, cảnh, cảnh sắc mờ ảo như một bức tranh của John Austen, một họa sĩ vô danh tiểu tốt tôi gặp trên bãi biển crimea john western gốc anh dù đã ở tây ban nha nhiều năm anh ta vẫn mang trong mình dòng máu sương mù xứ sở tranh của john là những cơn hoang tưởng trộn lẫn sương mù mọi thứ màu sắc của anh đều bị sương mù phủ lên như nhựa dính như nội ám ảnh không có cơ suy giảm cường độ nội ám ảnh sương mù càng ngày càng mạnh hơn điên khủng hơn trong những bức tranh của john anh ta đã cho tôi xem tới trên một ngàn bức sơn dầu và phấn màu với địa chỉ và thời gian ghi dưới các tấm tranh. Tôi biết càng ngày, dồn Austin càng rời xa quê hương, dần thân vào xứ sở của mặt trời. Nào Angle, Los Angeles, Cairo, nào Tân Delhi, Bombay, nào những thành phố mới của Úc Châu Cuồng Phóng. Thật lạ, càng xa quê hương, nội nhớ quê hương càng ám ảnh, càng lãng quên sương mù. Sương mù càng trở thành một xúc cảm có tính toàn năng chi phối người nghệ sĩ. Có lẽ nếu John đã là danh họa, anh ta sẽ chẳng bao giờ trò chuyện với tôi. Một người con gái bình thường trên bãi biển Crimea ồn ào, có hàng hà xa số mỹ nhân. Nhưng cũng chính vì anh ta chỉ là một họa sĩ vô danh, tôi mới tìm thấy ở anh ta sự quyết liệt của khát vọng và nguồn cảm xúc dồi dào. Đôi lúc có khuynh hướng bội phát, chỉ có ở đoạn đời trước. Chỉ có ở đoạn đời trước của con người. Tại sao? Rôn nhún vai. Anh ta nói tiếng Nga tồi, không mạch lạc. Cây mũi chọc da của anh ta đỏ ửng Nối trên những đám da chưa kịp chóc dám đen Dồn tới thành phố Crimea để vẽ Thuộc loại khách châu Âu không nhiều tiền Một chàng trai xấu xí và cô độc Các cô chiêu đại viên xinh đẹp nhất Có giá nhất trong các khách sạn Và các restaurant không quan tâm tới anh Rồi nhắc lại Tại sao cơ? Tôi không hiểu Đã 12 năm tôi chưa trở về Anh Gia đình tôi có một chuyện gì đó không thuộc loại chuyện vui vẻ Vì thế tôi cứ đi mãi Khi nào... Nhờ đám họa sĩ đàn anh Tôi bán được vài bức tranh Thì tôi tích chữ toan, cọ vẽ Và các loại màu Sau đó tôi tiêu xài xa xỉ một chút Nếu không tôi sống với đồng tiền lợi tức của tôi Anh ta ngừng lại Để đưa chai nước suối lên tu Suốt một tuần ở bãi biển Crimea Quen John Tôi chỉ thấy anh ta uống nước khoáng Sau đó John lăn cái vỏ chai rỗng lên cát và nói tiếp Đã 12 năm tôi không giáp mặt với sương mù xứ sở Nhưng tôi thấy nó ngày ngày như nó tầm ướt tóc tôi như nó phả vào hai lỗ mũi tôi bước giá nhưng nó chạm vào làn da tôi sớm nay cũng vậy khi tôi từ trên giường bước xuống tôi cũng bước trong lớp mù dương ấy lạnh và ẩm ướt và màu xám nhẹ như có ai tung lớp bột mịn trong không gian john nhắm mắt lại ánh nắng trói như lửa của crime chiếu vào mặt anh nhưng tôi biết tất cả những điều john nói là hoàn toàn đúng vâng đôi khi người ta không lý giải được một ẩn ức ở trong mình nó tồn tại bởi một sức mạnh khác một sức mạnh vô hình không thể nắm bắt sương mù trong những bức tranh của john Washington khiến tôi nhớ tới cảnh một ao bèo thật là một liên tưởng kỳ quái nhưng có thực sao tôi không nhớ tới đồng lúa chín với các chân ruộng bậc thang đậm nhạt pha sắc vì hình ảnh ấy thanh nhã sao tôi không nhớ tới những thành phố trắng của miền trung với các bãi biển mơ màng nào nha trang nào mỹ khê nào đại lãnh Sao tôi không nhớ tới con đường treo leo lên Tây Bắc vào một ngày xuân trước khi bước vào trường đại học. Tôi đã theo bạn bè tham dự cuộc rong chơi. Con đường ấy lượn quanh co giữa các vách núi và vực thẳm, tựa sợi dây đàn căng ra trong cơn hứng khởi trước vẻ đẹp và hiểm nguy. Những rừng ban trắng ban tím trùng điệp nở như thánh thần. Trong phút quên lãng, đã buông thả bao nhiêu giấc mộng đẹp cho con người. Biển hoa trắng ngần, tung trên đỉnh núi và rừng cây như tuyết động rồi vào sâu hơn nữa, với những rừng ban tím nhẹ, người ta có cảm giác mây hoàng hôn quần tù lại. Người ta có cảm giác mây hoàng hôn quần tù lại, Vào tràng trên núi rừng tấm khăn tràng mỏng manh, lộng lẫy, khiến trái tim con người lo âu, ngột ngạt, vì e ngại vẻ đẹp thần tiên kia sẽ tan biến trong thời khắc. Nhiều cảnh trí đã ghi dấu quyền uy của cái đẹp, nhưng không hiểu sao, như John Western đã nhớ tới sương mù. Tôi luôn bị ám ảnh bởi một ao bèo một cái ao bèo tầm thường như bất kỳ ai trong chúng ta đã từng nhìn thấy và hờ hững bước qua. Giữa vùng quê, nơi tiếng còi ô tô hoặc còi tàu hỏa vẳng tới như ảo giác, nơi mà người đàn bà trẻ có thể chắp tay lại đức ông chồng, như nô tỳ lại chủ nô, và gã có thể lấy đòn gánh phang vợ vì tội đã trái lời gã, dám cho người bà con vai răm gánh thóc hoặc vài nghìn viên gạch. Và những điều đó xảy ra ngay trong thập kỷ 80 này. Hồi nhỏ, có lần theo mẹ tôi đến một làng ngoại ô tôi thấy một bà già ngồi vo gạo trên cầu ao ao rộng nước trong góc bên kia lênh đênh đám bèo nhật bản trên đám bèo xanh xòe những bông hoa tím nhạt giống nụ cười bí ẩn của người đàn bà đẹp trên một gương mặt hứa hẹn niềm yêu tôi ngắm mãi bà già vo gạo xong vỗ giá rồi khỏi chân dừa mặt ao sóng sánh đám bèo nhật bản cũng sóng sánh theo và những bông hoa tím như thể thẫm lại trong cơn trao đào bà già ngẩng lên mẹ con ba hỏi nhà ai mẹ tôi cười cháu tới nhà cô lài nhưng con bé thích đám hoa bèo đòi xem bà già cười lạ lùng gì thứ hoa bèo cơ chứ sau này khi trở về quê tôi nhiều lần đứng ngắm những ao bèo khác những chiếc ao thật sự của vùng quê thật sự những chiếc ao tù hãm mặt nước nổi bọt vì chất thối giữa các loại rong tàu này nở đến nỗi nước không còn trong và loãng mà trở nên nhớt nhát như một thứ dầu. Những chiếc ao vây bọc bởi các ngôi nhà chen trúc, những khu vườn bị phân cắt, những chuồng tiêu hôi thối dưới nắng hè. Mùi bèo, mùi cỏ dại, mùi đám rong đuôi chó, rong chùm bị vơi héo trên bờ, mùi bùn, mùi ếch nhái chết. Những con cá cờ bị lũ trẻ ném lên khô cong khô nỏ, vây sạm đen. Và trong cái khung cảnh ngột ngạt ấy, những cảnh hoa tím điểm trên nền xanh, giống như một thứ độc dược, một vẻ đẹp của xú uế sự tô điểm cho một đời sống thiếu sinh khí, không cởi mở và tăng trưởng. Trời chiều, mà trời ném xuống các vùng ao một bãi tiết đỏ lè, nhành nhoáng như rượu hòa màu con vật bị đâm chết trong những ngày đỉnh đám. Và trời lặng gió, không khí như ngưng đọng trong oi ả à của mệt mỏi và đợi chờ. Và tiếng kêu của một con cuốc ném từng nhát vào tĩnh lặng. Và người ta lắng nghe, lắng nghe, vớt tìm tiếng còi tàu nơi xa. Màu tím đã trở thành ám ảnh, niềm vui thơ ấu nỗi khắc khoải của tuổi thanh niên. Cùng một lúc, nó là sương sớm trong lành, là độc tố của nỗi sầu không thể cắt nghĩa. Chương 12 Tàu vào ga, người đàn ông răng bạc mở túi đi đường lấy ra mấy quả đào. Ông ta chỉ cho tôi một quả. Cảm ơn ông. Tôi cầm quả đào, đào Bulgari. Trái lớn bằng nắm tay đứa trẻ lên 10. Vỏ chín hồng, thịt ngọt và đặc biệt nhiều nước cầm trái đào trên tay đã cơn thèm. Hoa quả của buôn nhập sang Liên Xô rất nhiều, nhất là đào và táo, thứ nào cũng ngon. Khắp các quầy bán thực phẩm và hoa quả, nếu có hàng nhập của Bun, người ta xếp hàng dài dằng dặc. Ông khách đã ăn gần hết trái đào, ông ta hớt hàm bảo tôi: "Ăn đi chứ cô bé, ngon lắm." Tôi gật đầu. "Vâng, rất ngon." Tôi cắn một miếng, nước ngọt tứa đầy miệng, thật đúng như câu nói, ngon tình cả người qua ô cửa kính thấy đám hành khách đang hối hả lên tàu trên đường kẻ xi măng bóng nhẵn một cặp trai gái đang hôn nhau nụ hôn ly biệt mắt người con gái ướt đẫm biệt ly nỗi buồn thiên cổ nỗi buồn vĩnh hằng của nhân loại chẳng cuộc biệt ly nào nham nhở như những cuộc biệt ly đã diễn ra trên sân bay nội bài xứ sở của tôi cái ngày tôi lên tàu bay rời xứ chỉ có một người khóc chắc chắn người ấy sẽ khóc nhưng khóc ở một làng quê xa ngắt Bên kia sông Tôi nhớ người đàn bà ấy Lòng nhói đau Người con trai đứng trên bờ kẻ xi măng Xốc chiếc túi đi đường đeo lưng Rồi lau vệt nước mắt trên má người yêu Cô ta nhào tới Ôm chặt anh ta thêm lần nữa Tác họ cùng có màu vàng sơm Dưới ánh đèn Trùng giống như tơ tằm Một nụ hôn nữa Rồi họ rời nhau Người con gái đứng lại Bóng đổ xuống sàn xi măng tiếng người con trai từ đầu toa nào đó vang lên viết thư cho anh nhé người con gái giơ tay vẫy rồi cô ta quay đi chiếc váy kẻ ô cắt chéo vải đập vào hai bắp chân tròn chỉnh. đi được vài chục bước cô ta quay đầu lại gương mặt ướt đẫm vừa lúc con tàu rời ga massa massa tiếng người con trai ném lại tan hỏa trong gió tôi nhìn theo cô gái cho tới khi nhà ga mất hút con tàu nhanh chóng vượt qua khu ngoại ô Để đi tới một vùng đồi thoai thoải Trong bóng tối Vẫn có thể nhận ra các vể thấm của vườn cây Biệt ly Con tàu rú còi Âm thanh của những cuộc chia ly Nó khiến tôi nhớ lại sân bay nổi bài Cái sân bay chật trội và nóng nực Những đoàn người đứng chen trúc Trong bầu không khí oi nóng và ngột ngạt Nhưng oi nóng và ngột ngạt hơn nữa Là tâm trạng âu lo khắc khoải của họ trong lúc chờ đợi Làm thủ tục hải quan những gương mặt đờ dại, những đám tóc bết mồ hôi, những cặp mắt bồn chồn nôn nóng, luôn mở to và căng thẳng, nhìn bốn phía như để chờ đợi và chống chọi lại các biến cố, các rủi ro. Bên ngoài dòng người đông đúc ấy, lại có dòng người đông đúc khác, cũng chen chúc nhau từ nhĩ nhại mồ hôi. Bên kia dãy hàng rào bằng sắt đan, cũng hướng những gương mặt vừa lo âu, vừa khắc khoải, vừa hồi hộp vào phòng chờ. Đó là đám người đưa tiễn, thân nhân của những kẻ ra đi một khi mọi thủ tục xong xuôi và dòng người chuyển động như một hải lưu hỗn tạp và nóng bức qua các khuôn cửa rào soát vũ khí cuối cùng để ra sân bay thì trên gương mặt của những người đưa tiễn người ta có thể đọc được nỗi vui sướng tiếng thở dài nhẹ nhõm niềm hứng khởi của thành công nỗi hoan lạc trước một lời hứa tốt đẹp và sáng sủa của ngày mai những nụ cười viên mãn các cung bậc phấn khích tinh thần chưa ở nơi đâu cuộc chia ly sung sướng một cách thảm thê như thế những cuộc chia ly nham nhở phe sai số trong những ngày quy luật vĩnh hằng của con người. Ngày ấy tôi đứng giữa đám người, chờ làm thủ tục hải quan. Vừa lau mồ hôi chạy dòng dòng hai bên Thái Dương, vừa nhìn đám người tiện đưa bên ngoài hàng rào sát. Mẹ tôi ốm nằm viện, cô tâm giận không tới. Biết thế, nhưng tôi vẫn mong chờ nhìn thấy cô, mong chờ một cách vô vọng, vì tôi biết rõ ràng. Chính lúc ấy cô đang ngồi khóc trong căn nhà rộng thanh thang, căn nhà hiu quạnh ở bên kia sông, Chương 13 Ngày tôi thi đại học Cô gửi nhà cho bà đũa cả tuần Tuần lấy ấy Cô ở nhà nấu nướng chăm sóc tôi Mẹ tôi vẫn đi chợ ngày ngày Người buôn bán tham buổi chợ Chẳng mấy khi dám nghỉ Cô bảo mẹ tôi như thế Tôi thi xong cô về quê Nhưng tuần một lần Cô lại gửi thư lên thăm kết quả Mặc dù đã ba lần tôi nói với cô Phải vài tháng sau mới có thông báo chính thức sự quan tâm, lòng thiết tha của cô khiến tôi lo ngày ngáy. Mày sao tôi đã trúng tuyển. Vừa được tin, ngày hôm sau cô đã có mặt. Lại bà đũa gánh hoa quả, bánh trái, gà vịt theo sau. Cô bảo, cho cái hàng mở tiệc khao bạn bè. Nói xong cô mở túi, rút cho tôi một cuộn giấy bạc. Còn đây là tiền cho cháu đi chơi, chơi cho thoải mái đầu óc. Trước khi vào trường một tuần lễ, cô nhắn người đón cháu về quê, Lúc ấy cô khao họ hàng làng xóm Tôi giải nảy lên Thôi cháu chịu thôi Đỗ đại học đã nên công trạng gì mà làm thế Cô nói Cô bảo phải nghe Tôi lắc đầu quẩy quẩy Không cháu chịu thôi Cháu chẳng làm thế Cô cau mày lại Gương mặt cô như đen hơn bình thường Cô nghiêm giọng nói Ngày trước bố mày đổ lôm thôi Cháu là người đầu tiên đậu bằng tú tài trong dòng họ nhà ta có phải chuyện đùa đâu? hãy nghe cô biết không thể cãi được tôi đành im lặng hôm ấy cô tôi về ngay bà đũa thu xếp đồ lề xong quẩy chiếc gánh không đi theo tôi nhìn tấm lưng mỏng của cô dưới lớp áo nâu cái dáng khô cứng bất thường của người đàn bà không qua kỳ sinh nở ưa nước mắt sau khi cùng bạn bè đi chơi tôi theo chị em cô bạn đi du lịch họ là con của một gia đình cán bộ cao cấp ngành ngoại giao so với cán bộ cỡ cục vụ trưởng khác tài chính phong phú hơn nhiều. Năm ấy cô bạn tôi cũng đỗ đại học. Cô chỉ đã đi làm, nhưng chưa chồng, nên xin phép nghỉ hè đi chơi với em. Bà chúng tôi đủ tiền tiêu xài. Chuyện đó chúng tôi đã đi khắp vùng biển miền Trung, Nha Trang, Đà Nẵng, Quy Nhơn, sau rồi vòng lại sầm sơn, ra bãi cháy. Vẫn chưa hết tiền cô tâm cho. Khi đã vào học rồi, nghỉ Tết Nguyên đán xong, chúng tôi còn rủ nhau lên Tây Bắc. Và chuyến đi cuối cùng lại là chuyến đi kỳ thú nhất trong dịp ấy Nhưng thôi Hãy trở lại với cô Tâm Trước ngày tôi vào học 10 hôm Một người đàn ông ngoại tứ tuần Phóng Honda 67 vào tận cửa nhà tôi Đây có phải nhà cô Quế Con tên hàng không Tôi đang ngồi theo chiếc túi trong nhà Nghe tiếng hỏi trống không Tôi cắm đầu theo Chẳng thèm ngẩng đầu lên Tôi hỏi Người đàn ông sóng tiếng to hơn Ông ta vẫn ngồi trên xe vài chiếc xe Honda đen chùi chuỗi vẫn nổ máy phun ra làn khói hôi xì. Tôi hỏi đây có phải nhà cháu hàng không? Bật đặc sĩ tôi phải ló mặt ra. Phải, ông cần gì? Người đàn ông nhìn tôi qua cặp kính che nắng màu xanh chai. Tôi là người bà Tâm phái lên đây. Xin cô nương chuẩn bị quần áo, tôi đưa về nhà. Nói xong ông ta tắt máy, gạt chân trông xuống để dựng xe vào một góc sân. Rồi không đợi mời, ông vào nhà ngồi phi phèo hút thuốc. Sáng điểm nhiên của ông khiến tôi không còn cách nào khác là thu xếp vài bộ quần áo vào chiếc túi du lịch nhỏ rồi theo ông ta ra đi. Tôi nói với người đàn ông trước khi lên xe. Chú cho cháu qua chợ. Ông ta đáp gọn ghẽ. Sẵn sàng. Vớt màu thuốc cuối cùng xuống sàn. Ông cho xe nổ máy. Chiếc xe Honda 67. Trông xấu xí như một con ong ruồi. Nhưng đi khá êm. Người đàn ông đưa tôi tới cửa chợ rồi vào một quán giải khát gọi cà phê Tôi ở đây Cô nương cứ chuyện trò thoải mái với bà cụ Bà Tâm dặn tôi nói với cô rằng Cô phải ở dưới quê ít nhất một tuần Vâng Chừng 15 phút cháu sẽ quay ra Tôi vào chợ Đưa chìa khóa cho mẹ Lúc ấy mẹ tôi đang vắng khách Dãy hàng đồ khô của mẹ cũng vắng khách Hai bà ngồi xóa tóc cho con gái nhổ tóc sâu Bà thứ ba ngủ gật Tôi nói với mẹ Con đi nhé, mẹ tôi gật đầu ờ à, con đi nói xong mẹ lại cúi xuống nhặt những hạt lạc lép trong thúng lạc từ ngày tôi được cô tâm bảo trợ và mẹ tôi tìm được những người cần sự bảo trợ của mẹ mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên nhạt nhẽo tôi không ngờ sự thể như vậy dù sao mẹ cũng vẫn là mẹ của tôi tôi im lặng chờ đợi một vài phút rồi hỏi mẹ không dặn dò gì hay sao mẹ tôi ngẩng đầu lên mắt thoáng qua ánh ngạc nhiên và có phần mỉa mai. Có cô Tâm rồi mà. Tôi tức nghẹn họng, nhưng tôi vẫn nói bình thản. Con không muốn xa mẹ, nhưng dù sao việc cũng phải đi. Mẹ tôi đáp. Con đi đi, ở dưới ấy chắc người ta mở tiệc mừng to lắm. Mẹ thì chẳng đủ tiền để lo. Tôi nhìn mẹ. Mẹ đừng nói thế. Xưa nay mẹ con ta vẫn sống với nhau tùng tiệm. Có cần tiền bạc gì đâu, Mẹ không ngừng lên nhìn tôi đáp nhạt nhẽo Ờ, mẹ biết thế Nhưng xưa khác, này khác Những hạt lạc lép lọt qua kẽ tay mẹ rơi xuống trước sổ nhựa con Mắt mẹ tôi chăm chăm nhìn xuống thúng lạc Vẻ như không còn muốn tiếp tục chuyện trò nữa Vẻ mặt mẹ điềm tĩnh, có phần lạnh lùng Vẻ mặt của người đàn bà tự chủ Khác hẳn với mẹ trong những lần cùng tôi đến nhà cậu chính Vậy là tôi cầu xin tình yêu của mẹ còn mẹ lại cầu xin sự đoái hoài của những người họ đỗ trò đuổi bắt quái gờ và vô lý Tôi nuốt cơn nghẹn ngào Con đi đây Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe Ờ à, con đi Người đàn ông ngồi trong quán cà phê Đang tán tỉnh một thiếu phụ đẩy đà Mặt tròn tóc xoăn tít Trông chị ta mũm mĩm như con búp bê Thấy tôi vào ông ta ngẩng lên Ô nhanh thế à Tôi chưa uống hết cốc cà phê Tôi nói Xong rồi Ông ta bảo Cô uống cái gì nhé? Tôi đáp Cảm ơn, cháu không khát Nhanh nhẹn, người đàn ông dốc tuột ly cà phê vào họng rồi đứng lên Bao nhiêu đấy bà chủ? Ông ta móc từ túi quần sau ra một chiếc ví da đen cũ bẩn Nhưng bổ lại, nó có rất nhiều ngăn và rất nhiều tiền Toàn những xếp bạc lớn Người thiếu phụ mũ mĩm liếc mắt nhìn Ai chà, ông anh sộp ghê Người đàn ông nhoành mồm cười Cụ khả khá bà chị ạ à. Hẹn lần sau lên chơi Giờ tôi phải làm nhiệm vụ Nói đoạn ông ta quay lại tôi Mời cô nương lên xe Tôi vừa thấy ông ta vui tính vừa khó chịu Vì vẻ nhăn nháo nhà quê đó Chờ ông ta quay xe nổ máy tôi mới ngồi lên Người đàn ông sửa lại cặp kính màu xanh chai Rồi đưa tay chào thiếu phụ Chiếc xe lao vụt về phía trước Tôi ngồi sau tấm lưng lực lưỡng của ông ta Chịu đựng một thứ mùi hôi nhòm gớm của mồ hôi dầu Mùi hôi nách thượng thẳng Trộn lẫn mùi nước hoa nội địa hăng xè Cái thứ mùi hỗn hợp ấy không thể nào gọi tên được Suốt chặng đường dài Tôi không mở miệng Vì phải chống đỡ cái mùi khó người đó một cách quyết liệt Người đàn ông thoạt đầu còn hăng hái trò chuyện Sau thấy tôi toàn đáp lại bằng những tiếng ươm hờm đành thôi Chắc ông ta ghét tôi Vì ông ta thuộc loại người vui tính Thích trò chuyện Sầu sao tôi cũng đã cố gắng để không xảy ra một cuộc va chạm nào đáng tiếc. Khi người đàn ông đưa tôi tới trước cổng nhà cô Tâm, ông ta gọi tướng lên, giọng oang oang. Này bà chủ ơi! Bà chủ ơi ra mở cửa! Sứ giả về rồi đây! Không phải bà đũa mà đích thân cô tôi ra mở cửa. Có tiếng cô cười hỉ hả phía sau cánh cửa gỗ. Nhanh quá nhỉ! Tôi cứ nghĩ tối sầm hai chú cháu mới về. Tiếng thèn lách cách, rồi hai cánh cửa mở toang Cô tôi ôm lấy tôi Ôi dạo ơi Cô có tiếng kêu vô nghĩa Tôi bắt giác bật cười Cô khỏe không cô Khỏe lắm Mong còn suốt ngày Đoạn quay sang người đàn ông đeo kính xanh cô bảo Cậu vào chơi Ông ta lắc đầu Thôi xin cứu bà chị Em phải về nhà trình diện Không còn hổ cái lồng lên Thế là bà chị hài lòng nhé Cô tôi gật đầu. Vâng, cảm ơn cậu. Người đàn ông nhai răng cười, chia tay cho tôi. Chào cô nương. Bắt tay tôi xong, ông ta co chân đạp khởi động máy một cách hùng dũng rồi phóng xe đi. Tôi ngạc nhiên nhìn theo hỏi cô. Sao cô không mời chú ấy vào uống nước? Cô tôi đáp. Thôi, vào nhà đi con. Đóng cổng rồi cô mới nói tiếp. Cậu ta có vợ lẽ ở cách đây non 20 số cô vợ cả ghen lồng ghen lộn có bữa dội cả thùng dầu hòa vào người dọa tự thiêu để cho nó về cô xách túi cho tôi rồi hai cô cháu vào nhà đồng hồ trao tường thong thả điểm hai tiếng trên phản có mâm cơm đậy lồng bàn tôi hỏi cô vẫn đợi cơm con hay sao cô tôi gật đầu ờ à, không thấy đói sáng dậy cô ăn khoai sọ luộc chấm vừng rồi uống hai ấm chè ướp ngâu bụng dạ lưng lửng Chẳng ra đói chẳng ra no. Giờ con về thì cô thấy đói, đi rửa mặt mũi rồi hai cô cháu ăn cơm. Cô lại theo tôi ra tận giếng, cầm chiếc khăn mặt bông mới, thứ khăn nhập ngoại, trên nền bông trắng in một chùm hoa lila tím. Tôi thả chiếc khăn vào thau đồng, trong lớp nước tinh khiết của giếng khơi, lòng êm dịu. Nước mát rửa sạch bụi bám. Thật hạnh phúc khi biết ở cuối chặng đường dài có người chờ đợi ta. Với tấm khăn trắng và chậu nước tinh khiết, Trời ơi Thỉnh thoảng tiếng chim vườn lại thả vào không trung Bóng dâm đã bỏ tới hàng gạch thứ ba Ở dưới hiên Cô tầm bảo Nào ta ăn cơm Cô thong thả mở lồng bàn Tôi reo lên Trên mâm có món canh tôi thích nhất Hoa thiên lý nấu Không phải với giỏ sống mà là cua đồng lẫn trưng cái nghiền Những tầng gạch vàng rộm nổi trên mặt nước Với những đám hoa lý bị luộc chín Ngả sang trong suốt Cô còn dán món chả dương sông với vài bìa đậu sống trần nước xô chấm tương tôi ăn ngon lành cô sung sướng chốc chốc lại chống đuổi nhìn tôi tôi ăn gần xong bữa mà cô vẫn chưa qua bát thứ hai cô ăn rất ít dường như cô thưởng thức tôi ăn hơn là thưởng thức các món ăn xong bữa chúng tôi tráng miệng bằng hai bát trẻ sen cô tôi nấu lấy với sen trần hầm nhừ và bột sắn dây không có vani nhưng nhiều sen nên nước rất thơm cô bỏ mâm xuống bếp lau phản cho tôi nằm Tôi hỏi cô Bà đũa đâu ạ? À? Cô bảo Bà ấy đi mời người làm tối nay Nói đoạn Cô đưa cho tôi chiếc gối nhỏ bọc vải trắng theo Còn cô gối gối mây Nào, cô cháu ta tình tang Tôi nằm xuống tấm phản gụ bóng nhẵn Mát như thạch, ngủ liền Lúc thức giấc, chiều trạng vàng Có tiếng kêu ẻng ép chói tai Của một con lợn bị chọc tiết Hai cánh cửa chính đóng kín Khiến căn nhà tôi om Ngoài sân có ánh đèn Tôi ngồi trên phản Nghe tiếng lợn kêu hộc lên Rồi những tiếng kêu rời sạc tắt dần Người ta đã chọc tiết xong con vật xấu xố Thôi Tao đã bảo thôi Hướng sang chậu xanh Tiếng một người đàn ông nghe thô lỗ Ngừng một lát lại vẫn tiếng ông ta Đã nhớ chưa Lần sau cứ thế mà làm Tha một tí là tiết canh chẳng ra gì Một thiếu niên đáp lời Con nhớ rồi Hòa ra một ông đổ tể luyện nghề cho con trai Mục nước rồi ra sân mau lên Có ngay đây Liệu bao nhiêu thì pha xong 20 phút là cùng Cánh bên ấy cứ lau cối rửa chày đi Tay tôi pha thì chỉ một nhoáng Được rồi Để tôi bảo đám đàn bà băm hành giam đã Xong việc ta làm cỗ lòng rõ ngon Rõ ngon Lại như hôm rỗ cụ toái chứ Nguyên cả mùi phân Ông này thử sai thật Hôm ấy tôi say Tôi để cho anh em thằng cựu làm giúp Mà nhà chúng nó ăn mắm rút giỏi quen Ai lạ gì Tiếng nói qua lại vang dãy sân Tôi khẽ hé cánh cửa nhìn ra Trình giữa sân Trên chiếc đòn sứ men xanh Cây đèn mang sông cháy rừng rực Ánh sáng trời trang của nó dọi tới tận hàng cau Vượt qua bức tường hoa soi từng vòm lá cam ôm um tùm Trên sân phía bên trái Gần cửa bếp Một người đàn ông đang đưa dao cạo lông lợn xoèn xoẹt một thiếu niên chạc 17-18 để riêng mép con kiến. Rất đẹp trai, đang cầm gáo rội nước sôi. Nước rội tới đâu, lưỡi dao của người đàn ông đưa tới đó. Và lượt lông lợn đen tuột đi, phơi làn da trắng. Gần nơi bố con người đồ tẩy làm lông lợn, đã kê sẵn một tấm ván gỗ nhẵn nhụi chở pha thịt. Hai người đàn bà đang ngồi ba một mớ hành và rau thơm, chắc để làm món rồi. Sau lưng họ, bà đũa ngồi sát mẻ lạc sang. Bên phải sân, Hai người đàn ông khác đang lau chảy cối Thứ chảy cối vĩ đại Lần đầu tôi nhìn thấy Chảy cao quá đầu tôi Và chiếc cối đã cũng ước chừng non tám tấc Rõ ràng Họ đã phải mượn các đồ dùng này Ở nhà những gia đình chuyên làm giò trà Hoặc những đại gia đình thường xuyên Phải lo những bữa cung dỗ hàng trăm khách Quang cảnh thật tấp nập Nhưng rất trật tự Và dường như đám người đang hoạt động náo nhiệt kia Chịu sự chi phối chung của một người chỉ huy tối cao Đầy uy lực mãi rồi tôi mới nhìn thấy người ấy bà cô tôi ngồi ngay sát cửa trên một bậc tam cấp khuất lấp trong bóng tối chậu cây đinh lăng cô ngồi vót tăm đầu cúi xuống tay đưa con dao bổ cao đều đặn cô không ngẩng đầu lên không để mắt tới bất cứ công việc gì nhưng rõ ràng cái guồng máy đang cử động kia chịu sự điều hành nhẹ nhàng và đầy uy thế của cô uyịch ông đổ tể ném con lợn đã mổ xuống tấm phản gỗ xong đứng ngay ngắn phía cuối tấm ván ông gọi. Dao mày! Chàng thiếu niên đẹp trai ngoan ngoãn mang tới các loại dao cần thiết cho ông bố. Người đàn ông lấy mũ bàn tay, đẩy hai ông tay áo lên. Cuộc pha thịt bắt đầu. Trước hết, ông ta cắm cây xiên vào trinh dựa cái bụng mổ banh của con vật. Rồi giơ con dao pha lưỡi vuông lên. Phập, nhát dao thật ngọt. Chính xác, trẻ giữa sống lưng con lợn. Nhát thứ hai, thứ ba, không nhát nào chạch. Trong nháy mắt Con lợn bị phanh làm hai mảnh Đều đạn hơn tất cả mọi cán cân công lý Rồi ông ta ngẩng lên Nong, giải tao mảnh ni lông Tức khắc Hai người đàn ông có nhiệm vụ dã dò trả Lăn tới chiếc nong Ngả cạnh tấm phản pha thịt Chàng thiếu niên đẹp trai có hàng dưa con kiến Rút tấm ni lông trong chiếc bị cói đem theo Dụ đánh giọt rồi giải lên Ông đổ thể ném một nửa con lợn vào nong Xoay ngang nửa còn lại bắt đầu dùng tới con dao khác. Một trong hai người đàn ông đứng bên cạnh trầm trồ. Nhà anh thật, thịt còn bốc khói. Người đàn ông đáp gọn lòn. Thịt nóng hôi hổi mới dã được giò ngon. Thịt nguội mà dã giò, chỉ có đem cho cửa hàng mậu dịch. Nói xong câu đó, ông ta đã lọc được một tảng thịt to tướng. Vào cối đi. Lại buông ra một mệnh lệnh, sóng sạc, không kém mệnh lệnh của các nguyên soái. Hai người đàn ông đón tảng thịt cũng nhanh nhẹn, như những thủ môn siêu Việt của sân bóng đá thế giới, bắt bóng, chạy sang sân bên kia. Nhớ nước mắm tiêu chưa? Ông đổ tể vừa tiếp tục pha thịt, vừa ném sang lời nhắc nhở rất nghiêm ngặt. Một trong hai người dã dở đáp. Đủ hết rồi. Sau đó là tiếng chảy thì thục. Trước cửa bếp, đám đàn bà đã băm xong hành và rau thơm, bắt đầu trộn thiết để nhồi. Họ đụng chậu, đụng nồi vui vẻ lắm. Và những câu chuyện gì rầm của họ về đồng áng, về ông chủ tịch xã với bà trưởng cửa hàng, về cô con dâu nọ đánh nhau với mẹ chồng bị đuổi khỏi nhà, cắp nón với hai bộ quần áo ra đi, giống như tiếng nước chảy qua miệng cống. Trời tối hẳn, xung quanh mọi nhà đã ăn xong bữa cơm chiều, im hơi lặng tiếng. Chỉ thỉnh thoảng có con chó ăn ẳng sủa người đi đường. Tối hôm đó, lần đầu tiên tôi cảm nhận được bầu không khí u tịch nơi thôn xã. Nó thật vô định, nhưng bền vững khủng khiếp như là nước thâm u của quá vãng nó trôi chảy lãnh đạm ù lì trơn tuột qua những kẻ tay nắm bắt của con người giống như nước nó mềm mại uốn lượn nhưng sẽ làm chết ngàn một cách dễ dàng những kẻ không biết bơi và ánh mặt trời chói trang nhất cũng chỉ hầm nóng được là nước mỏng bên trên và cơn rông tô mãnh liệt nhất cũng chỉ cày dưới lớp sóng bên trên cô tôi vẫn ngồi vót tăm trong bóng cây đinh lăng không nhúc nhích rời chỗ mái đầu nhỏ nhắn đôi vai nhọn nhô lên. Tôi nhìn cô chợt hiểu. Người đàn bà đó, người ruột thịt của tôi cũng như bầu không khí u tịch kia, đã hòa nhập thành một toàn thể. Cái toàn thể ấy ngự trị trong tôi, nơi cỗi dễ, nơi máu huyết, vừa gần gũi nhưng vừa cách xa, vừa đem lại nỗi êm dịu, vừa trói buộc tôi trong nghiệt ngã và đau đớn. Tuy nhiên, đó hoàn toàn là những tiên cảm rất mơ hồ. Dường như linh cảm được, cô vội quay lại, Hàng dậy rồi phải không? Vẫn đứng sau cánh cửa tôi đáp. Vâng ạ. Cô bảo. Ra đây chơi, chờ lòng và cháo chín. Tôi đáp. Con không đói. Ờ, à, cha con cũng chẳng thích gì món cháo lòng. Thế thì lại ngủ nữa đi. Mai cô gọi dậy sớm. Sớm hôm sau 4 giờ rưỡi tôi tỉnh giấc. Như thế cũng đã ngủ bù cho cả tuần lễ trước. Mãi xem phim và đánh tú lơ khơ với lũ bạn cùng phố. Chiếc gối may của cô tôi vẫn đặt sát tường Không suy xuyển Suốt đêm cô không ngủ Tôi bước ra sân Trời vừa sáng Cây đèn mang sông vẫn còn đặt trên chiếc đôn sứ men xanh Nhưng đám người làm đêm qua không còn ai Chiếc chảy gỗ đã rửa sạch sẽ chống bên tường hoa Chiếc cối đã lan nghiêng cạnh đó Tấm phản gỗ vừa cọ rửa Còn ướt nước cây sát tường bếp Tấm nòng cũng đã lan đi Sát giếng Ba chiếc rổ xè lợn Đựng các loại thịt đã pha Hai thùng cỡ đại đựng giò vừa vớt Một làn hơi mỏng bay lên Chắc chắn giò hãy còn nóng Bên kia bức tường hoa Gần gốc cao đầu tiên Còn bếp cho cây bằng viên đá lớn Than chưa tàn hết Chốc lát lóe lửa Cô tôi đang cọ rửa vết tiết động trên sân Thầy tôi cua ngẩng lên Sao con dậy sớm thế? Cô hoàn toàn tỉnh táo, nhanh nhẹn Không có vẻ gì biểu hiện là đã thức đêm qua Tôi hỏi Sao cô không ngủ đi một lát? Cô cười, răng không còn trắng bóng nhưng vẫn đều tam táp Ăn thua gì? Ngày mùa cô có thể thức liền năm bảy đêm. Con rửa mặt rồi vào nhà ăn sáng. Thầy tôi còn trần trừ đi vòng quanh sân. Cô bảo. Mau lên con, lát nữa thợ nấu cụ đến đây, chẳng còn rảnh rang đâu. Nghe lời cô tôi đi đánh răng. Lúc vào bếp lấy muối, tôi thấy bà đũa ngủ lăn trên chiếc chóng tre kê sát tường không còn đủ kiên nhẫn để đi đến chiếc giường riêng của bà, vẫn kê ở nhà phụ. Thầy tôi nhìn bà ta, cô tâm cười. Thế đây, người ta đến chết cũng không đổi thay được tính nết. Hệ khát là nước ruộng cũng vụt nón xuống múc uống. Hệ đói, cơm thiêu cũng vào lấy vào để. Hết cả bát mới ngửng mặt lên. Đụng cơn buồn ngủ là gốc cây về đường, cũng lan đồng ra ngủ. Hồi cô còn nhỏ, bà ấy đã có cả một đứa con trai. Ông chồng người thổ cao bằng, lưu lạc về xuôi. Ông ta làm thợ mộc, đóng tủ thuê cho vợ chồng cụ nhiễu. Thấy cô con gái xinh xắn béo tốt đem lòng yêu. Vợ chồng cụ nhiễu gả táp, còn đứng lên lò cưới. Ông chồng ở rể luôn. Bà ấy tốt nái, ngày năm đầu đã đẻ được đứa con trai. Núc ních như hòn bột. Ông chồng thổ yêu lắm, đi làm thì chớ. Về tới nhà lại bế ấm nựng nịu con. Thế mà rồi vài năm sau ông ta cũng không chịu được. Trần đời mới có một người đàn bà đoảng như thế. Đụng tới bát mắm, bát mắm đổ Đụng vào vải dưa, vải dưa khú Người ta chồng lau ra mía Bà ta chồng cụ tía ra củ nâu Nằm đứa con 7 tuổi Ông chồng dắt đi mất tích Bố mẹ giả chết Không dựa được vào ai Bà ta bán sạch nhà đi mà ăn Đang từ chỗ có cơ nghiệp thành trắng tay đi ở đợ Bà ấy họ hàng thế nào với nhà ta À? Ông bà nhiễu gọi bà nội con là chị họ Chị em con gì? Con già cách ba đời Hồi cải cách cũng được bầu vào nông hội đấy. Sao làng nước thấy không được việc gì nên lại cho ra? Mấy năm làm hợp tác, không đủ bảo đảm ngày công. Sống lơ lắt, manh quần tấm áo cũng đi xin. Có mảnh vườn đất phần trăm, trồng toàn rau môn thục. Cuối năm kia thấy bà ta túng thiếu, dẹo dọ quá. Cô nghĩ gần nghĩ xa, dù giòn máu pha trăm bát nước, cũng còn hơn nước ao nước hồ. Cô gọi về đây. Bà đũa vẫn ngủ say như chết, thỉnh thoảng lại ngáy khò khò. Tiếng ấy của bà hệt như tiếng ấy của đàn ông Cô tôi bảo Thôi ra đánh sang Kệ cho bà ấy ngủ Hệ ngủ không đẩy giấc Đang ngồi đun bếp Bà ấy cũng ngã rụi vào đống than Ngoài sân trời sáng trắng Hương cao thoang thoảng mát lạnh Như mùi thơm có hơi ẩm của dương đêm Chích trẻ hót lành lót ngoài bụi chai đầu ngõ Cô tôi đã chuẩn bị cho tôi ăn sáng Rồi trắng với chả ống Chả ống gần giống như thứ chả nạc như người ta pha nhiều tiêu, quế và quấn quanh các ống vẩu lớn mà nướng trên than. Gắp miếng chả lên rất nhẹ, thơm. Miếng chả uốn cong rồi lại bật ra, dai như cao su vì thịt rất tươi, quét kỹ trong cói, lại pha thêm chút ít hàn the. Ở Hà Nội, cả những thanh chả quế nổi tiếng cũng không tìm được thứ chả ngon thế. Như mỏi bận, cô tôi ăn rất ít, rồi chồng đụa ngắm tôi ăn. Chúng tôi vừa ăn cơm xong, chưa kịp uống nước, đã nghe tiếng gọi ơi ới ngoài cổng Bà Tâm ơi Ơi bà Tâm Cô bảo Họ đến đây Cháu dọn bát đũa lại cho cô Rồi cô ra mở cổng Ba người đàn bà cũng chẳng ngoại tứ tuần bước vào Họ ăn mặc gần như cô tôi Quần lụa đen Áo cánh Tóc búi hoặc kẹp thả sau lưng Lớp phụ nữ nông thôn sau này không vấn khăn nữa Các bà đoan đả hỏi Chúng tôi có đến sớm quá không bà cô Tâm cười. Không đâu, vừa dạng đông, mời các chị lên nhà. Cả ba người đàn bà cùng bước qua bậc tam cấp vào gian bên trái. Tôi đã kịp dọn xong bát đũa. Các bà xếp thúng mùng vào chân tường. Mỗi bà đem theo một thúng nhỏ, kiểu thúng đựng đồ lễ. Rồi họ ngồi lên sập. Cô tôi tự tay bưng lên một mâm đầy xôi trà. Một chồng bát sư trắng với đũa môn. Một địa chuối tiêu chín. Xin mời các chị ăn sáng rồi giúp cho. Các bà xoa tay Ôi dào Bà chủ cho ăn sáng sang quá Nào các chị Tiền hạ thì tiền chủ hậu khách Còn bà Tâm thì tiền khách hậu chủ Các chị lên đũa lên bát cho vui Họ mời mỏng nhau xong Quay lại hỏi cô tôi Cô chưa hay cô chiều đấy bà chủ Cô tôi đáp Cả trưa cả chiều Phải ăn hai đợt mới hết khách Mấy đĩa mấy bát Nằm đĩa nằm bát Làm gì mà gớm thế các chị dẫn lên cho Lần đầu tiên dòng họ Trần nhà tôi có con cháu hàng độ tú tài Bà cô như bà Nước Nam này có một thôi đấy Nào kể đi Vâng, xin phép các chị Mỗi mâm xin cho năm đĩa Một giò lụa, một giò pha Một chả ống, một chảo nem Một thịt luộc Còn năm bát là một bát măng Một bát cà ri Thịt, giò, xương đã đủ Riêng bát hầm và bát cà ri Tôi đã nhốt sẵn lồng gà Thức ăn trắng miệng bữa trưa Thì xin cho nồi trà đỗ xanh Còn buổi chiều Các chị lo cho vài chõ sôi góc Một bà bảo Tỏ gấp ba lần cỗ cưới nhà người ta đấy Thảo nào Mới bảnh mắt đã nghe con vợ thằng cha đường hỏi chồng Tối nay anh đi ăn cỗ nhà bà Tâm phải không Nghe tới đó Người đàn bà thấp bé Có vết bớt trên má quay sang Giật giọng hỏi cô Tâm Chị mời lão đường đấy à Cô tôi đáp Vâng, cả đám chức sắc trong làng tôi mời hết chị sợ tốn kém hay sao người đàn bà có vết bớt trên má đáp không nhưng lão đường đang định cướp mảnh vườn xóm trại của chị cả tôi bà ấy thân cô thế cô chồng chết bệnh con liệt sĩ chống mỹ giờ còn vườn hồng nuôi thân lão định cuỗm nốt bà bên cạnh nói thằng cha ấy vừa gả chồng cho đứa con gái lớn nó muốn cướp mảnh vườn xóm trại để làm nhà cho con ở riêng người đàn bà có vết bớt trên má nói tiếp chị tôi đang đâm đơn kiện trên huyện chẳng hiểu có ăn thua gì hay lại kiện củ khoai nhưng tôi không thể bưng mâm rót nước cho cái thằng cướp ngày ấy nói xong bà ta cúi đầu xuống cô tâm tôi thong thả đáp tôi biết rõ mọi chuyện chị cứ yên tâm không phải ái náy gì nói đoạn cô tôi bước ra ngoài hiên cất tiếng gọi bà đũa đã dậy được chưa Người đàn bà có vết bớt trên má ngừng lên Gương mặt đã trở lại bình thản Họ tiếp tục ăn sáng Tôi nhìn theo cô tâm Không hiểu trong đôi vai lép kẹp kia Ẩn chứa sức mạnh nào mà khiến cho những người khác tin cậy Và tuân thủ một cách lạ lùng như thế chương 14 Từ lúc ấy tôi ngóng ngóng chờ buổi tối Chờ sự xuất hiện của cái nhân vật có tên là thằng cha đường phó chủ tịch Buổi trưa họ mạc tới kìn kìn hết mầm này tới mầm khác. Tôi đóng vai trò của một con dối, mặc dù là con dối danh giá. Bất cứ ông chú, bà bác, rồi các thím, các cô, các gì, các già, các chị các anh, xa gần nào được cô tâm giới thiệu, tôi đều phải tươi tỉnh chào. Trên môi luôn thường trực một nụ cười giao đãi. Thế mới biết, nghề chiêu đãi viên cực nhọc, cười cho đủ số lượng cần thiết trong một giờ, cũng khổ không kém phải dặn ra những tiếng khóc hờ trong một đám ma có nhiệm vụ khóc. Tôi không ăn được miếng gì Mệt phờ 3 giờ chiều tôi húp nửa bát chè đỗ xanh Rồi trốn sang nhà hàng xóm ngủ nhờ Sầm tối Cô tâm cho bà đỗ sang gọi Tôi về nhà Cây đèn mang sông đã được thắp sáng Lần này nó không đặt trên chiếc đôn sứ men sành Mà treo trên xà dọc Ánh sáng trắng lóa khắp mấy gian nhà Khắp sân Vượt qua tường hoa tươi dãy cau Cả trong nhà lẫn ngoài sân đều la liệt các bản cỗ May thay họ đã ăn gần xong Tôi theo cô Tâm ra mắt Khi các mâm trẻ đã được bưng lên Thay thế cho cũ mặn Và các đĩa xôi gấc đỏ giói Đang được chiều cố rất mặn nồng Xôi gấc thế này là hết ý đấy Vâng Chẳng đám nhà ai nấu được thứ xôi gấc như hôm nay Khó gì đâu Cứ nhiều độ xanh, nhiều đường Nhiều mỡ là khác ngon Đừng nói láo Có một tạ đỗ với đường vào tay nhà bà cũng thành cháo khê Coi nhớ hồi đi công trường bà cho chúng tôi ăn xôi bánh đúc hay không dạo ấy bà còn đang xuân bà tôi cũng là trai tơ hơ hớ rõ đồ khỉ rõ nhờ ông ông ấy nói đúng đấy xôi ngon tốn công lắm gạo nếp vo xong để cho ráo nước không khô phải lấy khăn mặt bông mà xoa gạo trăm hà rời cả trăm mới trộn gốc bà gốc cũng phải chọn thứ gốc nếp gai thưa ruột dày màu thám như son nạo ruột xong bóp lẫn rượu ngon mùi thơm mới dậy Hết phần gạo lo tới phần đỗ Đỗ xanh đã sạch vỏ Vẩy kiệt nước mới trộn muối Rồi chõ đồ chỉ được dùng lại rộng miệng kín vung Nổi nước đáy không được đầy Hơi phỉ lên Ướt gạo là sôi nhạt Ố rào trăm thứ công mới ra được miếng ăn ngon Cô tôi dẫn tôi lèn lách qua các dãy người Người nào người nấy mặt đỏ gay Cười nói tưng bừng vui vẻ Từ sân vào nhà Tôi phải trả lời không biết bao nhiêu lần những câu hỏi giống nhau. Đại loại như, cháu mười mấy tuổi rồi mười tám cơ à học đại học gì à đại học tổng hợp văn thế học ra rồi làm nghề gì có được ngang chức trưởng phòng huyện hay không tới trước đám người ngồi trên chiếc sập gụ cô tôi nói cháu hàng nhà tôi đây cả đám người ồ ề nói gì tôi không nghe rõ tôi cúi chào lia lịa miệng mấp máy cho phải phép rồi cô tôi sẽ dò giới thiệu đây là ông đường phó chủ tịch xã cháu chào ông đi tôi cúi đầu chào ông ạ à. hình như ông chỉ hôn cô tôi có vài ba tuổi ông ta gật gù ờ à, ờ à. cái miệng hơi méo nhích sang một bên tôi chỉ chờ có vậy liền ngẩng mặt lên bát chuyện ông làm ở xã lâu chưa ạ à? cũng khá ờ à. tới đó tôi không tìm được câu nào để hỏi thêm tuy nhiên chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi tôi cũng đã kịp quan sát đó là một người đàn ông thấp to ngang mặt không ra tròn cũng không ra vuông đỏ như mắc trứng dùng huyết cặp mắt lần dưới hai mi dày mỡ mũi ông ta ngắn có vết sẹo chém ngang cánh mũi phải một cái miệng dầu ra như thổi lửa môi đỏ một cách bất thường trông không đẹp mà rờn rợn ông ta nhìn cô tâm tươi cười bây giờ mới thấy bà chủ bà chủ ngồi xuống ăn với anh em chúng tôi một hòn xôi uống về anh em chúng tôi một hớp rượu chứ thời đại chúng ta là thời đại duy vật mà. Nói xong, ông ta tự thưởng công bằng cách rinh rết cười. Cô tôi đáp. Cảm ơn ông, tôi ăn mỗi mâm mỗi miếng cũng no. Mời các ông tự nhiên cho. Ông phó chủ tịch ngả người, nắm cánh tay cô tâm. Không ăn, bà chủ cũng cứ ngồi đây. Lát nữa tôi có việc phải nhờ cậy bà chủ đi nhé. Cô Tâm đáp nhẹ nhàng. Vâng, ông phó chủ tịch sai gì mà chúng tôi chẳng phải làm. Người đàn ông dậy lên đây đầy ấy chết Bà nói thế có cả nghe thấy lại khổ tôi Họ không biết chuyện đùa mà tưởng là chuyện thật Cô Tâm vẫn cười Cơm Sao ông phó chủ tịch lo xa như vậy Ông ta lắc đầu Không lo xa sao được hả à, bà Thời nay người ta hại nhau như bỡn Cô Tâm vẫn cười cười Thế à Tôi chẳng mấy khi tới nơi hội họp Tôi không biết Ai dám hại ông phó chủ tịch thế Ông ta cũng cười gượng gạo Có, có chứ Nhưng bà biết mà làm gì Cho nó nặng đầu óc ra Rồi nhào mắt Ông ta nhìn cô Tâm có vẻ thân mến Cơ như bà bây giờ là sướng nhất làng Cửa cao nhà rộng Thóc đầy bịch, tiền đầy túi Tháng ngày thanh thản Lời nặng tiếng nhẹ chẳng đến tai Cô Tâm vẫn cười Dạ tôi sướng thế ư Thế mà tôi chẳng biết Kìa, các ông uống rượu nữa đi chứ hãy còn quá nửa trai bà bốn người cùng giơ tay thôi thôi cơm no rượu say rồi bà chủ ạ à. cô tâm gọi dưới nhà có ai rảnh giúp tôi cái mâm có tiếng xạ rồi một người đàn bà to béo nhưng nhanh nhẹn lên dọn mâm bát đi chắc bà ta mới tới buổi chiều vì tôi không biết mặt cô ta thong thả mang phích nước ấm chén lại cha tôi ướp ngâu lấy các ông uống thử xem phó chủ tịch cười bà là Bà làm cái gì mà trả nhất làng này Cô Tâm lại cười Chết nỗi Ông phó chủ tịch cho tôi đi tàu bay giấy Rồi cô chăm chú sót nước Lúc ấy tôi mới để mắt tới cái góc chéo Đối diện với gian nhà tôi đang ngồi Góc ấy khuất lấp sau cánh cửa Có một người ngồi bó gối Ấy là người đàn bà có vết bớt trên má Bà ta sau nhiệm vụ đầu bếp Đã tới đó Ngồi lặng lẽ trong bóng tối Dường đôi mắt âm thầm lên cô tôi vẫn tươi cười chuyên trà mời khách phó chủ tịch đường gật gù ngon quá là ngon bà dạy tôi ướp chè nhé tôi bảo nhà tôi trồng lấy vài bụi ngâu chết nỗi ông quá lời sao mà tôi dám dạy ông ông ta hằng hái không khách khí gì đâu tôi nói thật thật trăm phần trăm bà tâm ạ cây thời này con người đều cáng lắm tử tế thì ít mà ba quay sỏi lá thì nhiều cô tầm cười Chết nỗi ông lại quá lời Tôi thấy người làng ta nhũ như chi chi ấy chứ Chả thế ông sai quân bắt chó nhà sâm Không dây má gì mà nó vẫn chịu Phó chủ tịch gật đầu Đúng Nó chống lại nghị quyết của chi bộ Tôi không gồng cổ nó vào nhà ngục làm may Cô Tâm vẫn cười cười Theo luật pháp Bắt người phải có lệnh Nhà sâm không trộm cắp Không buôn thuốc viện lậu Không chưa chấp kẻ gian Nó chỉ mắc tội trừ bí thư chi bộ xã và chửi ông không có giấy lệnh, nó cũng chỉ ở cho các ông chói. Thế nghĩa là dân làng này để nhất hiền lành. Ông chẳng nên trách họ ba que sỏ lá. Ông ta cau mày nói gầy gắt. Đã bảo những trường hợp cứng đầu cứng cổ như thế. Tôi không xử trí nhanh thì còn gì là kỷ cương nữa. Hôm nay nó chửi bí thư chi bộ huyện. Rồi ngày kia là... là... Từ đó ông ta ngừng lại. Sơ bàn tay chém một nhát vào không khí rồi dàn giọng Chính quyền phải chuyên chính. Không chuyên chính là không được từ xưa tới nay, nhà nước nào cũng phải có phép tác kỳ cương. Cô Tâm vẫn cười. Giờ các ông sơi chè, thuốc đi ạ, à, tôi nhờ người quen mua được thứ du lịch còn mới. Đoạn quay lại phó chủ tịch đường, cô nhẹ nhàng nói tiếp. Tôi không được học chính trị, tôi không hiểu phép tác kỳ cương của nhà nước ra sao. Nhưng hồi nhỏ thầy tôi còn sống, thầy tôi có kể cho tôi câu chuyện này. Nếu các ông cho phép, tôi xin kể hầu các ông. Mấy người đàn ông nhào nhào đáp kể đi, ba kể đi. Khoan đã, cho tôi vô phép giết điếu thuốc lào. Lâu lắm mới có dịp rảnh rỗi thế này. Một ông khách nạp thuốc, châm lửa giết so so, rồi ngửa mặt lên nhà khói. Trong khoảng thời gian ấy, cô tâm đợi chờ, vẻ mặt bình thản. Mấy đám người chơi tú lơ khơ và tổ tôm ngoài sân đã bỏ cuộc vào hiên hóng chuyện. Trong góc tối bên kia, không chỉ là người đàn bà nhỏ thó có vết bớt trên mặt, mà cả một đám đàn bà con gái túm tụm ngồi, sau khi đã nhả khói một cách mãn nguyện ông khách xà ngồi bên cô tâm nói nào bà kể đi cô tâm đặt chén trà xuống cất tiếng thầy tôi kể rằng dưới triều vua tự đức có một ông quan thượng thư liêm chính lắm ông quê ở thái bình dân thường gọi là cụ thượng chính vua tự đức đã phải có câu đối đề tặng nam phi bình bất chính bắc phi chính bất bình hồi tham triều cụ thượng đứng ra là một công trình thủy lợi lớn Công trình này đem nước tưới cho đồng ruộng khắp vùng. Còn kênh đào đi qua ba huyện. Trong ba huyện đó có huyện quê cụ. Các ông biết rồi. Đất đào thủy lợi xưa chạy vào ruộng nhà nào. Nhà ấy phải chịu. Không nghiêm. Những địa chủ giàu sẽ dẫn khối vàng bạc để con kênh đi xéo qua ruộng nhà khác. Những nhà nghèo thấp cổ bé họng. Chẳng biết cầu cứu vào đâu. Cụ thượng đính suy ngẫm tìm ra cách thức công bằng nhất khi thực hành việc đào kênh. Đêm tối cụ cho lính đốt đuốc dọi theo ánh lửa mà kẻ đường thẳng trên mặt ruộng hai hàng lính cầm thuốc đứng hai bên người chỉ huy điều chỉnh các cột lửa sao cho chúng thành hai đường song song từ đầu tới cuối cứ theo vệt lửa làm mốc mà đào tàn lửa đuốc này thắp lửa khác không chủ ruộng nào dám kêu ca còn kênh thẳng thư kẻ mực tàu cứ thế dài ra mãi tới phần huyện quê nhà quan chức sở tại bảo rằng theo đường kẻ của dòng kênh đám đất sắp bị đào chính là mảnh ruộng có phần mộ tổ tiên cụ Họ xin cụ thượng hủy lệ Cho con kênh vòng sang hướng khác Cụ thượng chính bảo Ta biết sót phần mộ tổ tiên ta Vậy những kẻ khác Không biết sót hải cốt cha ông họ hay sao Lệ đã định cứ thế mà làm Đám quan chức dưới quyền chỉ biết cúi đầu tuân thủ Khi đào tới phần mộ của cụ tổ ba đời cụ thượng Nước phun ra đỏ như máu Những toàn lính đang đào hoàng sợ nhảy lên Chạy về dinh phi báo Lại một lần nữa cụ thượng ra lệnh Không được làm dối kỳ cương đất nước Quan quân dập đầu lại tạ Tiếp tục đào kênh Còn kênh ấy hoàn thành Chảy suốt qua ba huyện Khắp vùng nó ấm Người ta đã đặt cả đồng dao Cả tích trèo về nó Hồi ông tôi và thầy tôi còn sống Chẳng mấy người là không biết chuyện này Cô tôi ngừng lại một giây rồi cười Đấy các ông tính xem Những ông thượng thư thời nay Đếm được bao nhiêu người như cụ thượng chính Đám người ngồi trong nhà ồn lên Họ suy xoa bình phẩm Người lên tiếng trước tiên là ông phó chủ tịch Ghê thật Các cụ nhà ta ghê thật Nhưng tiếng ông ta chìm đi Giữa những tiếng xôn xao Quản như thế mới là quản chứ Chuyện nghe như đông chu liệt quốc ấy Dân ta thiếu gì người quân tử đâu Bà Tâm nhớ dai thật Tôi cũng đã nghe chuyện này mấy lần Mà quên biến đi mất Hồi ông cụ nhà tôi với cụ bên ấy đánh cờ Tôi chuyên đứng trầu dìa xem chơi Năm ấy hình như tôi 9-10 tuổi bà tâm tuổi gì nhỉ à tuổi hợi vậy thì tôi hơn bà hai tuổi cô tâm rót nước uống rồi nói tiếp thầy u đẻ ra tôi chẳng được tích sự gì ngoài cái nét nhớ sai sao ấy thầy tôi còn kể nhiều chuyện nữa trong đó tôi nhớ nhất chuyện quan huyện trần bình hay quá hay quá kể đi gì tâm hôm nay thế mà thú vị vừa được chén vừa được nghe chuyện trời phật ban lộc cho ta Ông khách già ngồi bên cô tôi lại cười khà khà. Ấy, gượm đã, cho tôi làm mồi thuốc. Bọn đàn bà ngồi trong góc tối nhao nhao phản đối. Thôi thôi, bác Tâm kể đi, kể ông ấy. Do so cái nhà ông này, về nhà mà bắt bà ấy chờ. Lại có giọng đàn ông hòa giải. Thôi mà, sao các bà nóng tính thế? Chờ ông ấy một tẹo đã sao? Nói thế thôi, nhưng người ta vẫn an lòng chờ cho ông khách nghiện giết hết điếu thuốc và nhả khói một cách thư thả Từ đó cô Tâm lại cất giọng kể Thời cụ thượng chính về hưu An nghỉ tại quê nội là Phủ Tiên Hưng Phủ Tiên Hưng giáp huyện Duyên Hà Dạo ấy tên quan huyện Duyên Hà là Trần Bình Đi đón bố về làng Cả đám lính hầu đi theo Trống song cỏ mở Tán lọng ngây ngang Bên đường có hai tên lính lệ Khiêng một người nào đó trong chiếc võng soảng xĩnh Trên đòn nghiêng vắt chiếc chiếu che nắng Chiếu đã cũ ải Tên lính dẹp đường của Trần Bình thấy vậy ngứa mắt chạy lên. Dẹp, dẹp mau. Hai người lính khiêng cáng vẫn bước tử tốn. Tên lính huyện thấy vậy, lấy roi quất vào chiếc chiếu tre. Nghe lệnh chưa? Dẹp cho quan lớn đi. Dẹp. Những cọng cói rụng xuống, bên trong một cụ già nằm yên, chiếc quạt lụa phủ lên mặt che nắng. Tên lý trưởng sở tại nghi hoặc, giật mình ghé vào tay Trần Bình nói nhỏ. Bẩm quan lớn, hình như cụ thượng nằm trên võng. Trần Bình tái mặt, vội quát bọn lính dẹp hết cờ quạt, võng lọng, còn chính hắn nhảy xuống đường quỳ lại. Nhưng chiếc võng gai cũ kỹ vẫn lướt qua. Nghe đâu, sau đó tên quan huyện Hống Hách đã tới nhà cụ thượng lễ tả tội nghi thức lộng hành. Cụ thượng ra lệnh cho lính rút vồ nọc nện hắn hai vồ. Tới vồ thứ ba, người con cả của cụ chạy ra quỳ lại cha, xin tha tội cho hắn. Người con cả của cụ thượng chính là ông cử ái, một người hiếu đễ, tốt bụng hảo khá. Ông đã đỗ cử nhân, được nhà vua rời ra làm quan nhưng cụ thượng chính đã bác bỏ việc tiến cử con trai mình cụ bảo vợ thằng này tốt bụng nhưng gàn để cho nó làm quan là hại dân cụ bà nghe ra không dám than thở nửa lời ông cử ái tuân lời cha ở nhà dạy học tham gia việc nông tang không màng danh lợi lại nói về tên quan huyện trần bình thầy tôi kể không biết bao nhiêu chuyện về hắn đại để chuyện hắn xui dân lành kiện tụng để có dịp moi tiền khiến cả hai bên khuynh ra bại sản. Nào là chuyện hắn ám hại kẻ khác. Nhưng lâu quá tôi không nhớ rõ. Riêng chuyện quan huyện vời hát sầm là tôi nhớ như in. Cô tôi dừng lại rót nước uống. Cả đám cử tòa im phăng phát chờ đợi. Mắt họ dán như dính vào gương mặt hao gầy. Có vẻ đẹp úa tàn. Cô tôi không nhìn ai sẽ dàng kể tiếp. Trần Bình có một ông bố mù và đứa con trai duy nhất cũng mù. Hàn gián yết thị trước cửa công đường ai chữa cho ông thân sinh và công tử của quan huyện khỏi bệnh sẽ có thưởng lớn yết thị sán được nửa năm mới có một thầy lang dưới thành nam nên xin chữa bệnh cho nhà quan huyện ông lang này chưa phải danh y nhưng là người tài cao học rộng biết đủ nho y lý số ông cho bố và con trai trần bình uống non hai chục thang thuốc bệnh đã đỡ hẳn từ chỗ mù hoàn toàn cả hai người đã nhìn thấy mọi vật ông bố tên quan huyện bảo hắn tào chồng thấy hai thằng bình còn đứa con trai độc nhất của hắn cũng thế người ta bảo nó ngồi trong buồng tối không cho ánh sáng bên ngoài lọt vào cũng không thắp đèn để thằng bé không thể nhận biết vật gì rồi chính trần bình cầm cây nến mở cửa vào phòng thằng bé reo lên con nhìn thấy hai bố bình hai cây nến tên quan huyện tùm tìm cười không nói gì thêm sáng hôm sau hắn đưa cho thầy lang một đồng bạc để thầy tiếp tục đi lấy thuốc ở thành nam ông thầy thành thực không nghi hoặc tới cửa hàng thuốc Mời vợ lẽ là đồng bạc giả Thầy lang trở về thưa với gia chủ Bẩm quan lớn Còn không lấy được thuốc cho cụ với công tử Dưới thành nam Người ta chê đồng bạc Người ta chê đồng bạc ngày hôm qua là bạc giả Trần Bình cười nhạt Thầy nói thế nào Tôi là quan, Người lo việc nước Lại chứa bạc giả trong nhà hay sao Nói xong Hắn chắp tay sau lưng Lưỡng thững vào buồng Ông Trần Bình thầy lang ngớ người Quay về nghĩ ngợi càng nghĩ càng toát mồ hôi ông biết trần bình bày kế quỳ tiền công quyền lực trong tay hàn khép tội chứa bạc giả ông có chạy lên rừng cũng không thoát hình ngục ba giờ sáng hôm sau ông thầy thu xếp áo quần khăn gói chờ bọn gia nhân mở cổng sau cho tá điền đi làm ông thầy cũng lẻn đi luôn trước khi rời huyện ông ta chạy ra chợ ở chợ có một gia đình sầm sống dưới mái lều chúa người ta gọi như vậy vì mái lều được cất lên làm phúc cho những kẻ nhỡ độ đường chú thân một ông sẩm già hai vợ chồng sẩm với đứa con trai lên bảy tất cả đều mù tất cả đều có giọng hát đủ kiếm miếng cơm độ nhật mới mở sương nhà sẩm đang lục đục trở dậy lục khoai ăn sáng ông thầy lang tới gọi này quan huyện sai tôi tới gọi cả nhà cụ tới công đường hôm nay có ngày lễ lớn quan muốn nghe hát sẩm ông sẩm già mừng quá run lập cập thật phụng được quá có thật không thầy Ông Lang bảo Tôi là gia nhân của quan huyện Quan sai tới gọi nhà cụ sớm để lo sắp đặt ăn uống Rồi ôn luyện bài vở cho chu đáo Hôm nay có các quan khách tỉnh bên sang chơi Cả ông sầm già Cả vợ chồng nhà sầm cúi dạp đầu cảm tạ Nhà con xin đội ơn ông Nhà con xin đội ơn thầy Cuối giờ mão Chúng con sẽ có mặt tại cổng công đường không dám sai Thầy lang chào cả gia đình nhà sầm rồi ra bến xe Chuồn thẳng lại nói tới nhà sầm nào ông nội nào cháu đích tôn nào vợ chồng sầm ra công mà ôn luyện bài vở nấu khoai ăn xong tất tả tất tuổi dắt nhau tới công đường đám linh gác cản lại gia đình sầm kêu la ẩm ý trong dinh trần bình thức giấc nghe ồn ào sai người ra hỏi người nhà bẩm có đám hát sầm chờ trước cửa công đường bảo là gia nhân của quan huyện ra chợ gọi họ từ sớm hôm nay quan huyện có lễ dưa khách các tỉnh sang chơi muốn nghe hát sầm Trần Bình hỏi thầy Lang, ông ta đã không cánh mà bay. Hắn biết ông Lang chơi xỏ, sai lính phóng khắp nơi tìm, nhưng thầy Lang có phép tàng hình đã biến mất. Chỉ khổ cho ông cháu cha con nhà Sầm, bị Bình sai tụi lính dã cho một trận đòn, rồi tống ra cửa. Ông thầy Lang thành nam đi mất, nhưng lời nguyền của ông ta với Trần Bình đã thành sự thực. Bà cắt thuốc, chẳng bao lâu bố hắn con trai hắn mù trở lại. Bảy năm sau hắn cũng mù nốt, đi đâu cũng phải có người dắt. Riêng đánh tổ tôm chả cần ai nhắc Hắn vẫn đọc vành vách tên các quân bài Nhưng cảnh ông mù Cha mù, con mù Tam đại mù đã trở thành câu chuyện Truyền khẩu cho nhân gian Thầy tôi bảo Trần Bình không có ham thú nào hơn thú kiếm tiền Các đời quan trị nhậm địa phương Có người tốt, có người xấu Nhưng ngay cả những người xấu nhất Cũng không ai đạt tới mức độ tàn bạo Và vô liêm sỉ như hắn Sau người ta đem hắn đối với một ông quan thanh liêm đời trước Tên là Phạm Thụ Câu đối như thế này Phạm thụ hữu tồn dân hữu khố Trần Bình bất khứ hộ vô mau Đám cử tọa nhếch mắt lên Vừa nghe vừa nhìn miệng cô tôi Khi cô đọc xong vế đối Đám đàn ông ổ lên Người cười, người vỗ đùi bồm bộp Đám đàn bà Có người cười rúc xích Có người ngơ ngác nhìn quanh Rồi một thiếu phụ vẻ bảo giản cất tiếng Mọi người cười gì thế? Mọi người cười gì thế? người ta vẫn ồn ào tán chuyện không ai trả lời chị. Chị nhắc lại lần thứ hai cao giọng hơn. Câu đôi ấy nghĩa thế nào? Các ông phải giảng giải cho bọn đàn bà chúng tôi chứ. Ông khách nghiện thuốc lào đang ngửa mặt lên trời, há miệng phô hai hàm răng đen xỉ khói thuốc mà cười. Thầy thế ông đáp lời. Này nhé, nghe cho rõ. Phạm thụ hữu tổn dân hữu khố. Nghĩa là quan phạm thụ còn trị nhậm, dân còn khố mà mặc. Trần Bình bất khứ hộ vô mau, Nghĩa là quan trần mình chưa đi Thì đến cái con ba ba nhà các chị cũng chẳng còn dâu Ôi giời ơi Đám đàn bà con gái rú lên Người nọ đấm người kia thùm thụp Họ cười, cười ngạt ngẽo, Cười giàn ruộng nước mắt Cười rái từng hồi nước từng cơn Ôi cha mẹ ơi Phải rõ cái nhà ông này Có nhà bà phải rõ ấy Không biết người ta giảng cho Đã chẳng cảm ơn lại còn nói láo Đám đàn ông gật gù liếc nhìn nhau Giỏi thật, giỏi thật, thật là tuyệt. Mời ông đổ nho thơm thúy, chịu các ông. Trong khóe mắt, trong nụ cười của họ, dù ồn ào hay thầm kín, đều hàm chứa những ẩn ý. Tôi lại đưa mắt về phía bóng tối đối diện với mình. Người đàn bà có vết bớt trên má, vẫn ngồi lọt thòm trong đám phụ nữ. Nhưng đôi mắt sâu của bà ánh lên như hai hòn than, nóng và dữ sằn. Tôi không quên được đôi mắt ấy. Giữa đám người ồn ào cười nói, tôi thấy phó chủ tịch đường cũng cười chiếc miệng thổi lửa hơi lệch của ông ta nhếch lên phô những chiếc răng nhỏ hai gò má ông ta giảm đi không còn giữ được màu đỏ ban đầu rồi như không chịu được không khí ấy ông giơ đồng hồ đeo tay lên xem cao giọng nào bà chủ còn gì cho ăn uống nữa không Cổ tâm vẫn cười tươi ông phó chủ tịch muốn ăn uống gì tôi vẫn còn đủ sức phục vụ ạ à? ông đường cười đùa thôi có cô Yến bây giờ cũng lèn vào đâu được Thôi tôi về bà chủ nhé Cô Tâm nói Lúc nãy ông có bảo rằng Ông ta gật đầu Tôi nhớ Tôi nhớ rồi Rồi đưa mắt liếc quanh Ông hạ giọng Thôi để khi khác Cô tôi cười giọng ngại ngùng Có gì khúc mắc đâu mà phải để khi khác Ông cứ nói luôn cho xong Ông phó chủ tịch hơi cúi đầu Vẻ như ngại ngần rồi ông ta nói Tôi vừa cho cháu lớn ra ở riêng Nghe bà chủ có nghề Lại vẫn giữ được bộ máy ép miến Muốn phiền bà cho cháu học Cô Tâm vẫn cười Không có gì chuyện ấy Chẳng cứ con ông phó chủ tịch Còn ai tôi cũng giúp được Chỉ ngại nỗi là việc làm miến trong tưởng nhàn Nhưng còn mất sức hơn làm ruộng Cô bên nhà xưa nay có lấm chân lấm tay đâu Hồi còn ăn công điểm Cô ấy làm trong đội tuyên truyền văn nghệ Sau lên tỉnh học từ thời khoán việc đến nay, ông bà vẫn phải nuôi không? Hai gò má ông phó chủ tịch lại đỏ rực lên. Ông ta gật đầu. Phải, phải. Nhưng kỳ này tôi nhất quyết tống cổ nó ra ở riêng. Tay làm hàm nhai, đói no kệ xác. Những tiếng cuối cùng, ông ta vội vã đến hút cả lời. Rồi giơ đồng hồ lên xem lần thứ hai. Ông bảo. Gầy quá, thế mà đã gần 10 giờ rồi. Tôi còn phải họp một lát. Thôi, chào cả nhà nhé. Lạc Đa có tiếng chào lại. Vâng, chào ông. Chào ông. Tâm thân đậm thấp của ông ta lách rất nhanh qua đám người. Ánh đèn pin quét lóe qua sân rồi tiến ra ngõ. Cô tầm tôi nói với ra. Ngoài ấy có ai mở cổng cho ông phó chủ tịch không? Tôi đời. Giọng bà đũa đáp lại. Ngoài cổng có tiếng chó sủa. Rồi mỗi lúc tiếng chó sủa mỗi xa hơn. Trong nhà tiếng cười đùa ổn ý Hôm nay có đứa bị chát do so vào mặt nhé Thật ác giả ác báo Này Nói thế mà nghe được Làng này mới chỉ có ác giả Đã làm gì có ác báo Sợ ông thật hàm hồ Còn thế nào nữa hở ông Bà mới thật hàm hồ Bà tưởng nghe vài câu chuyện Thế là mọi việc sẽ đâu vào đấy sao Loại người đã xoay thử bữa chân xoay đi Thì làm gì còn liêm sỉ Lại quyền hành Dấu má nắm trong tay Rồi mà xem Nhà chị Hài đâu có thoát Chị ấy đang kiện trên huyện Chẳng nhẽ giữa thời buổi này Lại thanh thiên bạch nhật Tôi với bà cược nhé Ờ thì cược Cái gì nào Ít thôi Một cỗ lòng ngon với ba lít rượu Đích thứ rượu gạo nhà ông cả từ đi nhé Thôi Cảm ơn bà chủ Được bữa no ruột no cả lòng Cả ông các bà về đi thôi Cho khổ chủ còn dọn dẹp Mọi người lần lượt ra về Cô tâm tôi bê chồng thúng không của các bà đầu bếp lên phản chuẩn bị cho mỗi người một phần cỗ một đĩa sôi gấc một khoanh giòn nạc một mảnh trà ống chừng ba lạng thịt luộc xăm quả chuối tiêu mỗi phần được bảo gói cẩn thận bằng lá chuối tươi hơ lửa đặt vào thúng các bà bưng thúng quà trông như đi lễ chùa về người đàn bà có vết bớt trên mặt nói đội ơn chị tâm đáng lẽ tôi còn phải đem lễ tạ chị cô tôi bảo có gì đâu lòng vả cũng như lòng sung chị hài bị bức hại ít nhất cũng nửa dân làng đau ruột thôi chị đem phần cỗ về cho các cháu cô tôi tiện các bà đầu bếp ra ngõ đám người giúp việc đã dọn dẹp gọn gàng người nào nhận phần xôi thịt của người nấy lũ lượt kéo về luôn cô tâm chào người này trò chuyện hỏi han người kia dịu dàng và kiên nhẫn sáng người bé nhỏ lưng mỏng vai mỏng lại mặc quần áo thẫm màu trông xa cô như đứa bé gái lúc cô tiện khách cuối cùng Đóng cổng rồi quay vào đã quá nửa đêm Trời mát lạnh Sương xuống Thâm ướt hàng hiên Cô thở dài khoan khoái Kéo tôi ngồi xuống bậc tam cấp Thế nào con có mệt không Tôi nói Cô mệt hơn nhiều Cháu có đụng tay vào việc gì đâu Cô cười Con chẳng phải mó tay vào việc gì hết Còn cô cô đã quen Nói xong Cô bóp chặt tay tôi Tôi không muốn nói gì thêm để nguyên bàn tay mình trong bàn tay nhỏ bé sơ xác của cô. Từ lớp da thịt ấm nóng và thô nháp ấy, chuyển sang tôi niềm yêu thương dịu nhẹ. Chúng tôi ngồi như thế giờ lâu. Trang Hạ Tuần nhô khỏi vườn cam, đến một mảnh ngọc xanh sao, trên bóng tối dày đặc của vòm lá. Cảm ơn quý thính giả đã nghe hết nội dung câu chuyện. Còn những tranh luận về tác giả cũng như tác phẩm, Vân xin được nhường lại cho tất cả những quý thính giả yêu mến văn học. Và Vân mong rằng, vẫn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của khán thính giả cho những câu chuyện tiếp theo